Chương 7 thì tôi sẽ giới thiệu về các cái loại chiến lược, các loại mục tiêu và các loại chiến lược. Như vậy chúng ta đã xong cái phần mà phân tích môi trường bên ngoài và phân tích nội bộ để chúng ta có được cái thông tin, có được cái dữ liệu, và bắt đầu chúng ta sẽ từ từ là chúng ta lựa chọn cái chiến lược của mình. Như vậy trước khi mà các chị đi vào cái việc lựa chọn chiến lược thì cái việc mà tiếp theo mà giới thiệu với các chị đó là như vậy chúng ta sẽ có những cái loại chiến lược nào để chúng ta lựa chọn đây, và chúng ta sẽ có những cái mục tiêu nào, mục tiêu chiến lược nào, và chúng ta sẽ lựa chọn những cái loại chiến lược gì. Đó là những cái nội dung mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong cái chương 7 này. Chương này nói về cái chuyện các cái mục tiêu dài hạn và các cái chiến lược. Rồi trong nội dung chương 7 thì sẽ có mấy sáu cái ý. Thứ nhất đó là tôi nói về các cái mục tiêu dài hạn. Thứ hai là giới thiệu với chị về các cái chiến lược cạnh tranh. Và thứ ba là các cái quy tắc tạo nên giá trị trong cái chiến lược cạnh tranh. Thứ tư chúng ta nói về các cái chiến lược chính. Thứ năm đó là chúng ta nói về các cái lựa chọn các cái loại chiến lược, đúng không ạ? Các cái ma trận, đúng không ạ? Là chúng ta nói về cái chiến lược dài hạn, chiến lược chính, các cái lựa chọn chiến lược. Và cuối cùng chúng ta nói về thiết kế mô hình có tính sinh lợi. Nội dung thứ nhất đó là chúng ta nói về cái mục tiêu dài hạn. Như vậy thì khi mà chúng ta lập cái kế hoạch chiến lược thì cái việc mà đầu tiên chúng ta phải xác định đó là xác định các cái mục tiêu, như là trong cái định nghĩa về chiến lược mà chúng ta nói hôm trước đó. Như vậy đúng không ạ? Đó là, xin lỗi các anh chị ha, chờ chút xíu tôi có cái điện thoại nó cũng cần thiết.
Rồi tiếp tục. Sẽ lấy cái cuộc điện thoại đang, tại vì chúng đang cần gấp làm cái xét nghiệm cho con bé đi nó đi học mà đang là khó khăn quá. Rồi quay trở lại. Như vậy thì đầu tiên đó là chúng ta xác định cái mục tiêu. Mục tiêu, và trong cái mục tiêu á, thì đối với chiến lược á, chúng ta có thể chia làm hai cái loại mục tiêu. Đúng không ạ? Hai cái loại mục tiêu. Đó là mục tiêu tài chính và mục tiêu chiến lược. Người ta có thể chia làm hai cái loại rõ như thế, mục tiêu tài chính. Mục tiêu tài chính là liên quan đến cái kết quả tài chính mong đợi của chúng ta. Và cái kết quả tài chính mong đợi mà cao nhất mà hôm trước mình nói chuyện đó chính là lợi nhuận. Lợi nhuận trên tổng số tiền đầu tư. ROCE đó là cái mà người ta chú ý nhất. Rồi ngoài ra thì chúng ta có thể nói thêm một cái kết quả nữa liên quan đến tài chính, đó có thể là về tăng trưởng, như chúng ta nói về doanh thu, hay là làm tốt hơn, kỹ hơn thì chúng ta nói mục tiêu về doanh thu trên nhân viên, nói về năng suất, doanh thu trên bình quân trên nhân viên, trên đầu người như vậy, và một số cái chỉ tiêu về mặt tài chính khác. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là lợi nhuận. Rồi cái nhóm mục tiêu thứ hai mà chúng ta đặt cái chiến lược mình hay cần đạt được nữa, đó là những cái mục tiêu người ta gọi là mục tiêu chiến lược. Đó là những mục tiêu mà nó nhằm giúp chúng ta cải thiện cái vị thế cạnh tranh của chúng ta ở trên thị trường. Tức là người ta gọi là mục tiêu chiến lược, giúp mình cải thiện cái vị thế cạnh tranh. Ví dụ như là mục tiêu về thị phần. Về thị phần. Như vậy thị phần là giúp chúng ta có được cái uy tín tốt hơn, giúp chúng ta có được cái sự mà chi phối thị trường tốt hơn ở trên thị trường. Như vậy đó là một cái mục tiêu mà người ta cũng có thể đặt ra trong cái kỳ chiến lược, người ta có thể hướng đến. Rồi một cái mục tiêu nữa, đó là ví dụ như về đội ngũ, thì mình có thể đặt mục tiêu là như vậy thì trong 5 năm tới thì tôi sẽ phát triển được cái đội ngũ nhân lực, đội ngũ con người của tôi đến mức độ nào. Ví dụ như công ty mình có cái mục tiêu là như vậy thì mình phải nâng cấp cái đội ngũ để nó đáp ứng cái định hướng chiến lược dài hạn của mình. Như vậy chúng ta có thể cái mục tiêu về phát triển đội ngũ, thì đó là một cái để giúp ta cải thiện cái vị thế cạnh tranh của chúng ta. Rồi mình có thể đặt mục tiêu là chúng ta thiết lập cái mối quan hệ tốt với người lao động chẳng hạn, nhưng mà liên quan đến cái hoạt động quản trị, liên quan đến giao tiếp, liên quan đến sự hài lòng của người lao động, vân vân. Chúng ta có thể đặt mục tiêu như vậy. Rồi mục tiêu có thể là gì về mặt công nghệ. Chúng ta có thể đặt mục tiêu là như vậy thì ví dụ như Tôn Phương Nam, như vậy thì trong 5 năm tới Tôn Phương Nam sẽ phải là cái đơn vị mà có công nghệ sản xuất tôn mạ đó là tiên tiến nhất trong các cái doanh nghiệp mà sản xuất tôn tại Việt Nam, ví dụ vậy. Chúng ta có thể đặt mục tiêu như thế. Hay là mục tiêu về trách nhiệm xã hội, nghĩa là đáp ứng được mong muốn của các cái bên liên quan, được ví dụ như đáp ứng được 80% cái mong muốn của khách hàng nội địa chẳng hạn, ví dụ thế. Chúng ta cũng có thể đặt những cái mục tiêu như thế. Đó là những cái mục tiêu liên quan đến, là mục tiêu mà chúng ta có thể đặt cho cái mục tiêu dài hạn của cái kỳ chiến lược của chúng ta. Tóm lại chúng ta có thể chia làm hai cái loại mục tiêu, đó là mục tiêu về mặt tài chính, và thứ hai là mục tiêu chiến lược. Đó là hai cái nhóm mục tiêu như vậy. Như vậy thì khi mà mình đặt mục tiêu đó thì các chị phải chú ý là cái yêu cầu đối với mục tiêu. Cái này thì trong cái phần mà quản trị học mà hôm trước giới thiệu các anh chị để chúng ta học ôn thi đó thì cũng có giới thiệu. Như vậy thì 5 cái yêu cầu mà chúng ta cần phải chú ý. Đúng không? Người ta hay dùng cái tiêu chuẩn mục tiêu SMART chẳng hạn, đó là một cái để nói các bạn. Đó là thứ nhất, đó là linh hoạt. Linh hoạt ở đây đó là như là mình đặt ra cái mục tiêu nhưng mà nó đừng có bị hẹp quá. Nếu nó hẹp quá thì lúc đó làm cho chúng ta rất là khó để nó điều chỉnh. Giả sử như bây giờ
Đấy, ví dụ như mình đặt mục tiêu cho người ta, cho các cái hướng đến là như vậy, mục tiêu doanh thu được bao nhiêu chẳng hạn, như vậy cái mục tiêu đó nó sẽ là cái, nếu mà chặt quá nó sẽ hẹp, tại cái chỗ là gì, nó còn doanh thu nó còn phụ thuộc bởi chi phí, phụ thuộc bởi những hoạt động, như vậy thì lúc đó có thể nó linh hoạt hơn, nó bằng cái mục tiêu về mặt lợi nhuận chẳng hạn, như vậy nó sẽ giúp chúng ta có sự linh hoạt hơn trong cái mục tiêu. Rồi cái thứ hai đó là cái điều kiện thứ hai là mục tiêu nó phải đo lường được theo thời gian, nghĩa là cái chị đặt mục tiêu chiến lược là phải cụ thể này, phải cụ thể chứ không, đúng không ạ, chứ không thể mà đặt cùng à, anh chị sorry một cái nữa.
Rồi, xong, xử lý xong rồi. Rồi tiếp theo đó là cái có tính động viên, có nghĩa là phải có tính thách thức ấy. Mục tiêu nó phải cao hơn so với lại cái khả năng thực hiện một chút để tạo ra cái nỗ lực, tạo ra cái sự cố gắng đó. Và cái thứ tư đó là phải phù hợp, có nghĩa là mục tiêu nó phải phù hợp, nó phải mục tiêu giữa cái mục tiêu nó giả sử như mình đặt đó, thì nó phải phù hợp với cái định lương, định hướng của sứ mệnh của mình, để tầm nhìn của mình với định hướng của hoạt động của mình đó, nó phải có cái sự tương thích đó. Và cuối cùng đó là phải làm cho mọi người nó rõ ràng dễ hiểu để người ta hiểu được người ta phải làm gì, chứ mình đặt ra mục tiêu mà cuối cùng người ta ngồi ta nghĩ không biết cụ thể họ phải làm gì thì nó sẽ rất là khó. Nên mục tiêu nó phải rất là rõ ràng, và những cái người ta thực hiện đó người ta phải hiểu được rõ là cái mục tiêu đó cần phải làm gì là một, thứ hai tại sao người ta phải làm như vậy. Cho nên vì cái yêu cầu này đó mà khi mà hoạch định chiến lược, người ta hay mình hay yêu cầu là như vậy thì phải cố gắng làm sao kéo được mọi người tham gia vào là vậy đó. Đó là cái thứ nhất, là cái nói về cái mục tiêu. Còn đây là cái mục tiêu SMART, thì chúng ta cũng đã, cái này là hay ghép vô cái một cái mô hình để chúng ta nhớ cho nó dễ. Cái mô hình mà ghép vô thì thường thường nó mang tính khiên cưỡng, nghĩa là chẳng qua là ta ghép vô cái mô hình, vô những cái chữ này chữ kia để cho nó dễ nhớ thôi. Specific chẳng hạn thì nó là cụ thể. Thì với cái measurable là đo lường được, thì ra nếu mà nó giải thích cái hai cái này thì ra nó gần gần. Attainable thì nó có nghĩa là gì? Như vậy thách thức mà phải có khả năng đạt được. Relevant nghĩa là nó phải liên quan, nó giống như là mình nói là phải phù hợp á, tương thích á. Và time bound đó là phải có thời gian cụ thể. Thì đây là cái mà để cho người ta dễ nhớ thôi. Rồi cái thứ hai chúng ta sẽ nói về các cái loại chiến lược. Thì cái loại chiến lược mà chúng ta sẽ làm kỹ hơn ở cái chương 8 mình sẽ nói nhiều hơn, cho nên chương này tôi chỉ giới thiệu về những cái tên để chúng ta hình dung thôi. Đó là chiến lược cạnh tranh. Chiến lược cạnh tranh là chiến lược ở cấp thứ hai nha, cấp công ty nè, cấp kinh doanh nè, và cấp chức năng nè. Như vậy thì chiến lược cạnh tranh là chiến lược ở cấp thứ hai, đúng không ạ? Hôm trước tôi nói rồi đó, nó nhiều tên lắm. Chiến lược kinh doanh, chiến lược cấp kinh doanh, chiến lược SBU hay là chiến lược cạnh tranh, nó cũng là nó hết, là nó là chiến lược nè. Như vậy thì chúng ta tiếp cận chiến lược cạnh tranh mà theo quan điểm của Michael Porter thì nó có ba cái loại chiến lược ông đưa ra, và coi như về mặt tổng quát là các công ty có thể có ba cái loại chiến lược. Cái loại thứ nhất đó là khi mà chúng ta công ty mình cạnh tranh, cái này gọi là cái mục tiêu cạnh tranh, nghĩa là cái thị trường đó, cái thị trường mình hướng đến nó là rộng hay là hẹp. Rộng nghĩa là chúng ta cạnh tranh ở trên toàn bộ thị trường, còn hẹp là chúng ta tập trung vào một phân khúc. Như vậy nếu mục tiêu cạnh tranh mình rộng, nghĩa là mình cạnh tranh ở trên toàn bộ thị trường, ví dụ như là Tôn Phương Nam chẳng hạn, như vậy đó là cạnh tranh ở trên toàn bộ thị trường, hay Vietinbank chẳng hạn, như vậy thì đó là cái mình mục tiêu rộng của mình. Và như vậy chúng ta phải xem xét, chúng ta lựa chọn cái chiến lược kinh doanh, chiến lược cạnh tranh, nó phải xem xét là mình có cái lợi thế cạnh tranh gì. Có cái lợi thế cạnh tranh gì? Nếu chúng ta có lợi thế cạnh tranh về mặt chi phí, nghĩa là mình có khả năng ra làm ra cái sản phẩm, hay là mình có thể làm ra được cái sản phẩm dịch vụ mà nó có giá thành thấp hơn so với thủ cạnh tranh, thì lúc đó chúng ta sẽ chọn chiến lược cạnh tranh, đó là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp. Còn nếu như mình có cái lợi thế, đó là nó gọi là lợi thế về khác biệt hóa, có nghĩa là mình tạo ra cái sản phẩm dịch vụ, các bạn đưa ra cái sản phẩm dịch vụ mà nó có cái đặc biệt tính năng, hay là kiểu dáng, hay là công nghệ gì đó khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh, mà khác biệt là cái hàng người ta thích đó. Thì lúc đó chúng ta có thể chọn cái chiến lược đó, đó là chiến lược khác biệt hóa, đó là cái loại chiến lược thứ hai. Rồi trong trường hợp mà doanh nghiệp mình không có đủ năng lực để cạnh tranh trên toàn bộ thị trường, chúng ta có thể cạnh tranh hẹp hơn, nghĩa là mình lựa chọn những cái phân khúc để chúng ta cạnh tranh, tập trung vào những cái phân khúc, những cái ngách thị trường để mình cạnh tranh ở trong đó. Thì lúc đó Michael Porter ông gọi chung một cái loại, đó là chiến lược tập trung. Thực ra chiến lược tập trung này thì nó vẫn phải đi theo ở trong cái ngách đó, ở trong cái phân khúc thị trường đó,
mình tập trung vào đó. Như vậy thì trong phân khúc đó mình xác định là mình là dẫn đầu chi phí thấp hay là khác biệt hóa. À, như vậy tập trung nó sẽ phải ghép vào là gì? Tập trung dẫn đầu chi phí thấp hoặc là tập trung khác biệt hóa. Như vậy nếu mà phân chia mà rộng hơn nữa, thực ra có hai cái loại chiến lược, đó là chiến lược dẫn đầu chi phí thấp hoặc là chiến lược khác biệt hóa, chiến lược cạnh tranh mà theo quan điểm Michael Porter. Tôi chia lại chỉ có hai thôi, hai loại này thôi. Còn gì khác nhau ở chỗ là gì, là một dạng là tôi dẫn đầu chi phí thấp và tôi cạnh tranh ở trên toàn bộ thị trường, hay là tôi khác biệt hóa cạnh tranh ở trên toàn bộ thị trường. Và cái loại thứ hai là gì, cái loại và cái một cái loại là tập trung này, thì thực ra bản chất đó là tôi vào một phân khúc và tôi sẽ xác định ở trong cái phân khúc đó là tôi là người chi phí thấp nhất, hoặc là trong phân khúc đó tôi là người có sản phẩm đặc biệt nhất, cũng là hai cái loại chiến lược đó thôi. À, đó là cái chiến lược cạnh tranh. Tôi giới thiệu vậy thôi, bài sau tôi sẽ nói kỹ hơn. Như vậy thì khi chúng ta cạnh tranh ở trên thị trường đó, thì chúng ta sẽ dựa vào những cái lợi thế cạnh tranh. À, chúng ta thấy một cái khái niệm đây là cái lợi thế cạnh tranh. Lợi thế cạnh tranh là cái gì? Đúng không? Như vậy thì trong cái phần mà chương 6 mà tôi giới thiệu với các anh chị đó, lợi thế cạnh tranh là cái gì? Lợi thế cạnh tranh đó là cái ưu thế cụ thể của chúng ta ở trên thị trường mà nó làm cho chúng ta vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh, giúp chúng ta nắm bắt cơ hội kinh doanh tốt hơn so với đối thủ cạnh tranh. À, đó là lợi thế cạnh tranh. Rồi, tôi ví dụ bây giờ để cái gì rõ hơn về ví dụ. Để cái gì cho tôi biết từng nhóm một ha. Tôn Phương Nam, tôi biết lợi thế cạnh tranh của Tôn Phương Nam ở trên thị trường là gì? Ở Việt Nam thôi. Nhóm một cho tôi biết thông tin xem là Tôn Phương Nam lợi thế cạnh tranh là gì? Nghe thầy là thấy cạnh tranh của công ty là có thứ nhất là cái máy móc thiết bị để sản xuất ra sản phẩm, thì cái máy móc này được nhập từ một cái công ty nổi tiếng nhất thế giới. Giải, nói dạ. Kể tên thôi rồi tôi sẽ góp ý cho. Dạ, cái thứ hai là lợi thế cạnh tranh đó là thương hiệu mạnh trên thị trường. Dạ, và cái thứ ba là lâu đời, có nghĩa là công ty là công ty đầu tiên sản xuất tôn hàng tại Việt Nam. Dạ. Rồi, bây giờ ba cái này bạn chưa nói, chưa cái nào là lợi thế cạnh tranh cả. Cho nên mà không, trước tôi giới thiệu với anh chị nó có mấy cái tầng. Cái tầng thứ nhất đó là gì? Đó là nguồn lực, năng lực cốt lõi. Và cái hôm rồi bài tập tôi yêu cầu anh chị làm, được chưa? Thì nếu như mình nói là máy móc thiết bị tốt, đó có thể là gì? Đó là nguồn lực cốt lõi. Nếu như mà nó thỏa cái tiêu chí, bốn cái tiêu chí của RBV của mình đó, thì nó mới được lọt vô cái danh sách đó là gì? Nguồn lực cốt lõi thôi. Được chưa? Nó mới lọt cái đó thôi. Nghĩa là mình phải có được cái máy móc thiết bị mà hơn so với lại ba cái còn mấy đối thủ cạnh tranh của mình, ví dụ như Đông Á, Hoa Sen hay Nam Kim, là mình công hơn. Và bên kia họ không bắt chước được, họ không thay thế được. À, thì lúc đó mới là cái số 1, mới là cái nguồn lực cốt lõi thôi. À, rồi cái thứ hai đó, là mình nói là mình có cái thương hiệu lâu đời, thương hiệu nổi tiếng gì đó, thì đó cũng là cái nguồn lực thôi. Nếu như là thương hiệu mà nó hơn so với lại các đối thủ cạnh tranh, còn thực ra theo tôi là cái đó chưa được xem là cái nguồn lực cốt lõi nữa. Tại vì sao? Tại vì thương hiệu của Tôn Phương Nam tôi nghĩ chắc không nổi tiếng bằng Hoa Sen đâu. Ví dụ bạn đó, như vậy chưa chắc đã là vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh. Mình là mình ngồi mình tự khen mình là có thương hiệu thôi, nhưng mà so với đối thủ. À, và cái thứ ba đó là lâu đời là có kinh nghiệm đấy, các bạn kinh nghiệm. Như vậy thì kinh nghiệm nếu có nữa, rồi tôi giả sử như bây giờ là mình có kinh nghiệm hơn mấy kia đi, rồi tốt hơn. Vậy đó cũng vẫn là gì, đó là vẫn là cái nguồn lực, cái nguồn lực của cốt lõi. Nếu như mình xác định được ngon lành hết thỏa bốn cái tiêu chí của RBV thì mới là nguồn lực cốt lõi. Như vậy cái này mình nói đó mới là nguồn lực thôi. Rồi nguồn lực mình có những cái đó, rồi bây giờ là tôi có những cái đó rồi, nhưng tôi có khả năng để khai thác nó hay không là một câu chuyện mới đấy nha. Mình có, tôi giả sử như giờ mình có luôn thương hiệu đi, có thương hiệu, mình có công nghệ, mình có kinh nghiệm nhiều đó,
Như vậy mình có kết hợp được với cái nhà những cái này với nhau lại để mà làm ra được cái gì không? Có khả năng làm được cái đó không? Đó. Để làm được cái chuyện gì? Rồi bây giờ bạn chưa nói tiếp xem gì kết hợp với cái đó thì bạn làm được cái chuyện gì ở công ty Phương Nam, làm được cái chuyện gì? Dạ thưa thầy, thì có thể là cái ngành này thì nó hơi chuyên ngành hoặc là không biết, nhưng mà tại đường phía Bắc thì cái sản phẩm của công ty em được đánh giá là một cái sản phẩm tốt nhất trong thị trường, thì được người tiêu dùng rất là ưa chuộng, và tại thị trường phía Bắc thì thị phần của công Phương Nam là đứng số 1 tại đây. Nhưng mà tính trên cả nước, quy mô cả nước thì mặt bằng chung thì thị phần thì trong top 5 Phương Nam chỉ đứng thứ 5 thôi. Hiện tại nói riêng tại thị trường phía Bắc thì thứ nhất là người tiêu dùng người ta rất là khắt khe trong cái tiêu chuẩn, cho nên để đáp ứng được một cái sản phẩm chất lượng và một cái thương hiệu mà được người tiêu dùng ưa chuộng khoảng 25 năm đứng vững tại thị trường phía Bắc thì đó là một điều rất là khó. Cho nên các cái đơn vị Ok. khác nếu như mà mình nhà Rồi, thôi bây giờ để đó. Như vậy cái mà bạn Trương nói đó, cái đó mới là lợi thế cạnh tranh. Mình chưa hiểu không? Nghĩa là cái mà người tiêu dùng dạ họ nhận định rằng là gì? Ví dụ giờ phía Bắc đi, rồi họ nhận định rằng là tôm Phương Nam là tôm tốt nhất ở trên thị trường. Đó, người ta công nhận như thế. Khi nói đến tôm Phương Nam thì người ta bảo đây là cái tôm tốt nhất. Thì đó chính là lợi thế cạnh tranh. Đó, chúng ta hình dung không? Lợi thế cạnh tranh là cái đó. Nghĩa là ta có công nghệ, ta có kinh nghiệm, ta có các thứ và ta kết hợp với đó lại, cuối cùng là ta làm ra được một cái sản phẩm mà có cái chất lượng tốt nhất, thì đó là lợi thế cạnh tranh, đó là cái ưu thế cụ thể của chúng ta ở trên thị trường. Như vậy chúng ta hiểu đó, nó rõ như vậy à. Lợi thế cạnh tranh là như thế, lúc đó là mình có lợi thế về khác biệt, nghĩa là chất lượng tốt nhất. Đó là lợi thế về khác biệt. Còn ta có một khái niệm trung gian giữa nguồn lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh, đó là khả cái năng lực cạnh tranh. Cái khái niệm này nó hơi bị mông lung nếu mà chúng ta không rõ. Khái niệm này là nó nói về cái khả năng như là kết hợp các cái nguồn lực của công ty để làm được cái câu chuyện gì thì mình chưa làm, nhưng mà tôi có những cái chuyện đó, tôi có khả năng là những chuyện này, có đương nhiên là cụ thể trong thực tế tôi có nhiều khả năng nhưng tôi làm một chuyện thôi, thì đó là lợi thế cạnh tranh cụ thể. Bây giờ tôm Phương Nam có công nghệ này, đúng không? Công nghệ này, có kinh nghiệm này. Như vậy tôi có thể kết hợp công nghệ, kinh nghiệm, tôi có khả năng để làm được cái tôm rẻ nhất, tôi có khả năng làm những cái chuyện đó so với đối thủ, rồi tôi cũng có khả năng làm ra được cái tôm có chất lượng tốt nhất. Nghĩa là tôi có thể làm được cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ tôi phải lựa chọn, như đó là năng lực cạnh tranh, đó là khả năng, các khả năng của tôi có thể làm được. Đó là năng lực cạnh tranh, anh chị hiểu không? Rồi bây giờ trong những khả năng đó, đương nhiên tôi phải theo một cái, chứ tôi không thể vừa làm rẻ nhất mà tốt nhất là tôi không thể làm được, là một trong hai thôi. Cho nên bây giờ giữa hai khả năng đó thì tôi tập trung vào cái câu chuyện đó là tôi sẽ làm cho tôm có chất lượng là tốt nhất đó, và tôi sẽ thể hiện ở trên thị trường để cho người tiêu dùng thấy đó là tốt nhất, chất lượng tốt nhất, thì đó là lợi thế cạnh tranh cụ thể. Mình có nhiều khả năng lắm, nhưng cuối cùng mà mình chỉ chọn một cái khả năng đó thôi, như vậy thì đó là cái lợi thế cạnh tranh. Như vậy thì chúng ta thấy nó có các cái bậc này. Và cái mục tiêu, lý do vì sao mình phải phân tích cái năng lực cốt lõi đó là gì, đó chính là những cái mà mình tạo ra cái lợi thế cạnh tranh mà người ta không bắt chước được. Tại vì sao? Ta dựa vào những cái nguồn lực mà người ta không có, người ta không bắt chước, người ta không thay thế được, đúng không ạ? Dựa vào nó và xem xét là ta có thể kết hợp những nguồn lực này để chúng ta có khả năng làm được cái câu chuyện gì, có khả năng làm được cái gì, đúng không? Thì đó là cái năng lực cạnh tranh. Rồi trong các khả năng đó ta chọn khả năng này để ta làm, thì đó, và nó thể hiện ra cụ thể ở trên thị trường, đó là lợi thế cạnh tranh. Vậy thôi. Đó là cái chúng ta hiểu về cái lợi thế cạnh tranh, nó rõ như vậy. Rồi nhóm 2, mua xong thì lợi thế cạnh tranh là cái gì? Mua xuống. Dạ thưa thầy, em xin trả lời ạ. Rồi. Anh Trung Cảm ơn là anh. tập đoàn là đó 55 năm kinh nghiệm rồi, và nó cũng rất là nổi tiếng ở Hàn Quốc và trên thế giới về sợi, cho nên là hiện tại là cái vấn đề kinh nghiệm cũng là một lời thì anh trai nhỉ. Dạ. Dạ.
Cái gì là kinh lợi nghiệm thế cạnh tranh mà làm? kinh nghiệm kinh nghiệm thứ hai kết hợp với khi xung tất cả các máy móc và các cái những người đứng đầu của chất lượng đều là thuê của Nhật, cho nên là với kết hợp với công nghệ kinh nghiệm và cái nhân lực nguồn nhân lực với chất lượng như vậy thì Hiếu Sung luôn là tạo ra sản phẩm là có chất lượng là tốt nhất ạ. Như vậy lời thuyết tranh cụ thể cuối cùng nó ngắn gọn nó là cái gì? Cụ thể là chất lượng là tốt nhất ạ. Đúng rồi, chất lượng vì Dạ. đâu chứ nói kinh nghiệm nó lại rớt vào cái trường hợp chứ, nhưng mà mục Dạ tiêu dạ. nó là cái đầu nguồn lực thôi. Dạ em hiểu ạ. Còn cụ thể ở trên thị trường là bây giờ thực ra mình đang so với các thị trường cạnh tranh khác là mình đang chơi cái gì, đó là lợi thế cạnh tranh, Dạ. hình dung lại thì đó là chất lượng. Rồi Vietinbank hai nhóm, nhóm ba, nhóm bốn, nhóm nào trả lời cũng được. Giờ đối với sản từ sản phẩm đương nhiên là không bao nhiêu sản phẩm, chúng ta nói một sản phẩm thôi, ví dụ như sản phẩm dịch vụ về tiền gửi chẳng hạn, lợi thế cạnh tranh của Vietinbank ở trên thị trường là gì? Chào nhóm 3, nhóm 4 ai trả lời cũng được, nói khỏi giơ tay đi, nói luôn đi, tại vì tôi không có nhìn thấy cái chỗ giơ tay đó. Dạ thầy, theo em á thì là bên về bên mạng mạng lưới chi nhánh với phòng giao dịch này. Hiện tại là Vietinbank làm có nhiều mạng, có nhiều chi nhánh với lại cái phòng giao dịch nhiều hơn thì tiếp cận với khách hàng nhiều hơn, cũng giống như là mình chi phối thị trường nhiều hơn so với các đối thủ cạnh tranh. Rồi, như vậy tóm lại là gì? Nói ngắn gọn là gì? Dạ là mạng lưới chi nhánh. Nói vậy thì cũng được, nhưng mà thực ra nó cụ thể hơn nữa, nó phải là gì? Đó là dễ tiếp cận với khách hàng dễ tiếp cận Dạ. thì nó mới là đúng. Còn mạng lưới thì nó vẫn là cái cái nguồn lực của mình, đúng không? Dạ. Đó, mạng lưới nhưng mà có dễ tiếp cận không chứ? Dạ Đó. vâng. Nhiều mạng lưới để dễ tiếp cận khách hàng. Ừ, đó thì đó là cái mạng lưới. Ừ. Ví dụ vậy. Rồi, đó là chúng ta ví dụ chúng ta hiểu như vậy thì ở trong cái mục thứ ba này chúng ta mới nói về các cái quy tắc tạo giá trị, có nghĩa là gì? Nghĩa là mình dựa vào cái gì để chúng ta tạo ra cái lợi thế cạnh tranh đó đó. Đó, cái gì hiểu không? Để người ta lợi thế cạnh tranh người ta dựa cái gì thì thường các công ty họ sẽ dựa vào ba cái yếu tố này. Đó là thứ nhất đó là gì? Đó là gọi là cái sự tuyệt hảo trong vận hành. Thứ hai là cái mối quan hệ mật thiết với khách hàng. Và thứ ba là dẫn đầu về sản phẩm. Thì đó là những cái mà họ dựa vào, các công ty có thể dựa vào để tạo ra cái lợi thế cạnh tranh. Mình học à thôi mình mới học một môn này, môn thứ hai. Cái sự tuyệt hảo trong vận hành thì mai mốt cái chị sẽ học cái môn quản trị điều hành á. Nó sẽ nói về cái chuyện này, nghĩa là liên quan đặc biệt là các công ty sản xuất là chúng ta thì nhìn rõ lắm. Nghĩa là liên quan đến cái quy trình nội bộ của chúng ta, cái hoạt động nội bộ của mình. Đã, và cái hoạt động này nó có hoạt động hiệu quả, năng suất và nó đỡ tốn chi phí hay không. Đã. Và nếu như công ty mà tuyệt hảo nó là excellent của cái trong cái từ kia đó. Đã. Nghĩa là cái công ty ta vận hành có excellent không? À, thì nếu mà như mình làm được tốt cái chuyện này thì đây là một cái mà nó giúp chúng ta tiết kiệm được chi phí rất là nhiều, và lúc đó chúng ta sẽ có cái lợi thế cạnh tranh, đó là về mặt chi phí. À, mình cái hoạt động của mình nó không có dư thừa gì hết, nó không có dư người, năng suất nó làm rất là tốt, thì lúc đó chúng ta sẽ tiết kiệm được chi phí, rồi mình sẽ tạo được cái lợi thế về mặt chi phí. Rồi cái thứ hai đó là quan hệ mật thiết với khách hàng. Như cái anh mà có mối quan hệ thân thiết với khách hàng là anh sẽ có lợi thế, anh sẽ làm tốt được cái chuyện gì ạ? Theo các anh chị, anh sẽ làm tốt được cái câu chuyện gì đây? Anh sẽ làm tốt được cái câu chuyện đó là anh nắm bắt cái nhu cầu khách hàng tốt. À, và thường cái anh này anh nắm bắt được là anh sẽ đi vào cái câu chuyện đó là anh linh hoạt thích ứng nhanh với cái thay đổi của khách hàng, cái nhu cầu khách hàng. Anh là cái người mà luôn luôn là cái gì, là cái người đầu tiên để mà đáp ứng những cái nhu cầu mới của khách hàng đó. Thì cái anh mà anh đi theo cái anh dùng cái mối quan hệ với khách hàng để làm cái động lực cho anh. Rồi cái loại thứ ba là dẫn đầu về sản phẩm.
À, thì đây là cái anh mà có cái năng lực là luôn luôn đưa ra những cái công nghệ mới để mà dẫn dắt, là cái người dẫn dắt cái công nghệ trong cái lĩnh vực của mình. À, thì đây là cái anh ví dụ như trong công nghệ chẳng hạn, giả sử như ngày xưa đó, ngày xưa như Intel chẳng hạn, Intel về chip chẳng hạn, cái vụ về chip Intel luôn luôn là cái người là cái đầu tiên. Tuy nhiên bây giờ họ bị cạnh tranh mạnh bởi cái bên chỗ Đài Loan, chỗ cái hãng AMD. Thì họ bị cạnh tranh. Thì dẫn dắt nghĩa là cái người đi đầu tiên dẫn dắt cái thị trường, luôn luôn xác định mình là cái người dẫn đầu, cái đổi mới liên tục để mà nghiên cứu ra những cái công nghệ mới nhất. Đó, thì lúc này thì họ sẽ có được cái lợi thế về mặt khác biệt, sản phẩm của họ có sẽ khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Nhưng mà thì đó là những cái nguyên tắc mà người ta có thể dựa vào để tạo ra cái lợi thế cạnh tranh cho mình. Rồi, tôi nói nhanh những phần đó. Rồi, cái nội dung thứ tư đó là tôi nói về các loại chiến lược chính. Các loại chiến lược chính thì nó có hai cách nhìn. Cách thứ nhất, người ta xem đây là chiến lược cấp công ty. Và nếu chúng ta đọc cái sách chiến lược của Red David, vân vân, thì họ đều nói đây là cái loại chiến lược cấp công ty. Nghĩa là chiến lược mà chúng ta hình dung là cấp của công ty ra quyết định, chứ không phải là của cái đơn vị kinh doanh chiến lược. Chiến lược các công ty, ví dụ Vietinbank chẳng hạn, như vậy đây là cái của ngân hàng hội sở ra quyết định, những quyết định của hội sở. Còn các cái chi nhánh hay là các cái đơn vị bên dưới nó là không không quyết định được những cái chiến lược này. Chúng ta hình dung rồi đó, hay là các cái tập đoàn ví như kiểu Hoàng Anh Gia Lai hay là Thaco hay là Vingroup chẳng hạn. Đó thì đó là của những cái tập đoàn nó họ ra quyết định, chứ không phải là của những cái nhánh bên dưới. Đó là chiến lược chính, một cách nhìn như thế. Cách nhìn thứ hai thì người ta cũng có thể xem các loại chiến lược này là những cái bước đi chiến lược, nếu người ta nhìn nhận ở góc độ là phục vụ cho chiến lược cạnh tranh, phục vụ cho chiến lược cạnh tranh của mình đây. Như vậy thì cái việc mà tôi thực hiện các cái bước đi chiến lược công ty, làm cái việc này việc kia, thì như vậy nó nhằm mục đích là gì? Là giúp tôi có lợi thế về mặt chi phí, hay là giúp tôi có lợi thế về khác biệt hóa. Thì nếu mà nhìn như vậy thì nó lại là chiến thuật, nó lại là những cái bước đi chiến lược. Như vậy chúng ta hiểu theo hai khía cạnh đó. Thực ra cái nào cũng hiểu cũng đúng, nhìn góc nào cũng đúng, nhưng chúng ta phải biết là người ta nhìn ở cái góc độ nào. Như vậy thì ở đây nó sẽ có các loại chiến lược như thế này. Tất cả nó có 15 cái loại chiến lược ạ. Chiến lược thứ nhất, đó là chiến lược tăng trưởng tập trung. Tăng trưởng tập trung. Nhưng mà cái chiến lược này như thế này các anh chị. Chắc tôi phải vẽ ra chút xíu rồi các chị mới hình dung cho nó dễ. Chứ không thì cũng khó hình dung. Để tôi xíu. Lượng này là phải cái gì dùng chiến lược tăng trưởng, thì đây cái tên của nó là tăng trưởng, cái gì hình dung là chiến lược tăng trưởng, thì đây là những loại chiến lược mà người ta muốn tăng quy mô, tăng doanh thu. Cái gì hình dung không, nói về tăng trưởng, tăng doanh thu hoặc là tăng trưởng lợi nhuận đây. Nhưng mà thường nó tập trung vào tăng trưởng doanh thu, cái quy mô thị trường. Thì chiến lược tăng trưởng tập trung
là thế này, nghĩa là trong trường hợp công ty chúng ta có được một cái sản phẩm kinh doanh mà nó đã có cái vị thế tốt ở trên thị trường rồi. Ví dụ như tôn Phương Nam chẳng hạn, như vậy có cái sản phẩm về tôn mạng là đã có cái sản phẩm lõi tốt rồi. Và như vậy công ty muốn tăng trưởng và tăng trưởng tập trung là gì? Nghĩa là công ty sử dụng cái sản phẩm hiện tại, sử dụng sản phẩm hiện tại các bạn để bán ở trong thị trường hiện tại mà lại muốn tăng doanh thu. Nghĩa là tăng doanh thu bằng cách đẩy mạnh bán cái sản phẩm hiện tại của mình, cái sản phẩm mình đang có cái vị thế tốt đó, ở trong thị trường hiện tại của mình luôn đó, nó gọi là tăng trưởng tập trung. Cái gì đúng không? Tôi cụ thể giống như kiểu Tôn Phương Nam vậy đó. Như Tôn Phương Nam bây giờ đang có tôn mạ là bán ở thị trường Việt Nam, bây giờ là công ty đang có cái doanh số bán một năm đó là 1.000 tỷ, tôi nói ví dụ vậy. Như vậy công ty đặt mục tiêu ra năm 2022 phải bán được cũng cái tôn mạ đó, bán này thị trường Việt Nam phải là 1.500 tỷ. Như vậy thì đó là chiến lược tăng trưởng tập trung, nghĩa là mình tăng trưởng bằng cái sản phẩm hiện tại của mình ở thị trường hiện tại, đó là tăng trưởng tập trung. Như vậy thì theo các anh chị đó là làm sao để mình làm cái câu chuyện đó, làm thế nào? Bây giờ đó, ví dụ mà Trường chẳng hạn muốn bán được nhiều hơn thì tăng lên doanh thu cũng với sản phẩm đó ở thị trường Việt Nam, thì như vậy thì bằng cách nào để làm được cái chuyện đó để tăng doanh thu lên đây? Có Tính thể kế thôi. là mình yeah, có thể là mình tối đa hóa cái nhu cầu của người mua bằng cách là mình tối ưu hóa các cái chi phí mà đầu ra của mình, giúp giảm giá thành và nhằm tăng cái sản lượng lên, nhằm tăng doanh thu. Rồi. Rồi, có ai có ý kiến khác nữa không? Rồi, xin mời. Đối với lĩnh vực ngân hàng á, thì nếu mà doanh nghiệp mà ban đầu mà chưa đáp ứng cái điều kiện sử dụng cái sản phẩm đó, thì sau này là ngân hàng muốn tăng trưởng cái sản phẩm đó thì sẽ hạ một số điều kiện mà cái mức độ rủi ro nó có thể chấp nhận được, thì để tăng tăng cường cái một cái sản phẩm đó để mà được sử dụng nhiều hơn, tăng trưởng tín dụng. Ai ai vừa phát biểu đấy, Dạ em Việt ạ. Việt hả? Ta có làm ngân hàng Dạ em đang làm ngân hàng Việt Tin ạ. không? Ừ, làm ngân hàng làm nó hơi coi chừng chết rồi. Dạ không, tức là cũng cũng thông qua cái hội đồng mà đánh giá là cái điều kiện đó có thể là ở một cái ngưỡng chấp nhận được, thì hội đồng mới thông qua để mà phát triển cái sản phẩm ở mức độ cho phép. Dạ. Hạ trộn xuống để tăng doanh thu là chết Dạ không đâu. rồi. Rồi, cảm ơn đặc biệt rồi, xin mời khác, mời mọi người khác. Dạ thưa thầy, là những khi mà mình sử dụng cái nguồn lực của công ty, những sản phẩm chủ lực á, thì theo em là cải tiến về chất lượng của cái sản phẩm đó với cái mục đích là tăng độ tin cậy, tốc độ và độ bền với những cái tính năng khác á, là mình tập trung vào cái hướng đó. Ví dụ là cải tiến về kiểu dáng, thay đổi màu sắc bao bì gì đó. Dạ. Rồi, cái đó là chiến lược khác. Rồi, chiến lược hiện tại này nghĩa là thực ra cái sản phẩm hiện tại của mình không có điều chỉnh gì hết đó, không có thay đổi gì hết, tôi đang làm đó là tôi làm y chang vậy đó, không thay đổi gì hết. Còn nếu mà mình cải tiến thì nó ra sản phẩm khác rồi, cái chuyện nhiều không? Dạ vậy thì mình tăng cái việc mà khuyến mãi, cái hậu mãi sau khi mua hàng á. Hậu mãi thì chủ yếu cái chiến lược này đó, đó là đúng rồi, đó là dùng cái chiến lược này chủ yếu là dùng cái chính sách về marketing thôi để mình bán được nhiều hơn đúng không, mà cũng cái sản phẩm hiện tại của mình thôi để bán được nhiều hơn mà cũng là thị trường hiện tại luôn, thì chủ yếu là dùng chiết khấu các bạn, ví dụ như mình qua đại lý thì như vậy chiết khấu cho đại lý cao hơn để nó gọi là boost đúng không ạ, marketing boost tại đúng không, để cho họ họ có động lực để họ bán cái sản phẩm mình nhiều hơn, hoặc là dùng chiến lược marketing kéo tặng quà rồi là giảm giá hay là giảm
chiết khấu gì đó cho khách hàng mua nhiều hơn như vậy, thì khách hàng họ đến là mua, hay là chúng ta tăng cái chi phí quảng cáo nhiều hơn, vân vân. À, thì đó là cái mà để chúng ta thúc đẩy về bán cái sản phẩm nhiều hơn, thường làm như vậy. Còn mình điều chỉnh sản phẩm thì là cái câu chuyện khác nữa rồi. Thì đó là chiến lược tăng trưởng thị trường. Rồi như vậy thì khi nào chúng ta làm cái chiến lược này, khi nào chúng ta sử dụng chiến lược này, ai cho tôi biết một số cái tín hiệu thị trường như thế nào á, hay là trong cái bối cảnh nào của mình á, thì mình sẽ làm chiến lược này. Ý nó là thực tiễn. Theo em á thì là áp dụng khi mà thị trường nó không có tính biến động theo một cái chu kỳ nhất định. Thị trường không có tính biến động. Dạ. Ừ. Rồi, bạn Sương à, Hà đây. Dạ, em Sương. Rồi, cảm ơn bạn Sương. Rồi, còn ai có ý kiến gì nữa không? Thì nó có một số cái điều kiện mà chúng ta có thể áp dụng như thế này. Thứ nhất mình áp dụng đó là gì? Đó là cái ý của mình chưa nói thì đó là nghĩa là nó phải là cái sản, những cái dạng sản phẩm mà thị trường người ta không đòi hỏi cái sự thay đổi nhiều, nó không đòi hỏi sự cải tiến đổi mới nhiều thì mình làm chiến lược này mới được. Chứ còn mình đưa sản phẩm cũ ra, đưa tivi đời cũ ra mà cứ quảng cáo hoài, nếu mà người ta sang công nghệ mới là mình quảng cáo hoài thì cũng không được, đúng không? Hay là xe hơi có mỗi cái dòng xe đời cũ người ta thay đổi kiểu dáng hết rồi, mình cứ vậy mình đi tăng khuyến mãi, tăng chiết khấu để bán cái xe đời cũ thì cũng rất là khó bán. Như vậy những cái thị trường mà nó đòi hỏi về đổi mới cập nhật như vậy đó, những cái sản phẩm mà đòi hỏi như vậy thì chúng ta sẽ không làm được. Mình sẽ không làm được. Nó phải là cái sản phẩm mà khách hàng ít đòi hỏi cái sự đổi mới thì mình đầu tư vào mình quảng cáo tăng trưởng mới được. Ví dụ tôi nó có thể làm được đấy, đúng không? Tôi người ta cũng đâu đòi hỏi kiểu dáng nay mai nó phải khác nhiều, nó cũng ít. Đó là cái thứ nhất, cái điều kiện thứ nhất. Cái điều kiện tiếp theo mà chúng ta có thể làm đó là gì? Chúng ta hình dung đó là mình tăng trưởng, chúng ta phải nghĩ thế này, mình tăng trưởng như vậy thị trường nó có thể tăng được không thì mình mới làm quảng cáo chứ. Tuy nhiên mà trước khi mình bỏ tiền ra mình quảng cáo, trước khi bỏ tiền ra khuyến mãi, đúng không, thì chúng ta phải tính là xem như vậy trong cái vĩ mô đó, tính cái độ co giãn của nhu cầu xem là người ta sẽ tăng lên để bù đắp cái chi phí của mình không chứ. Chứ mình chiết khấu quá trời luôn nhưng mà cái lượng cầu không được bao nhiêu thì cũng tăng lên bao nhiêu thì như không. Như vậy thì chế độ có giãn nó nhiều, có nghĩa là cái thị trường nó phải còn cái thị phần lớn, nó còn thị phần trống để chúng ta tăng. À, còn mình tăng trưởng là mình tăng sang bên nhà bên cạnh nó quấn cho mẹ xích đầu mẹ chán, đúng không ạ? Hai nhà là ở kế bên nhau nhưng mà ở giữa nó có miếng đất trống, như vậy mình lấn sang thì nó đỡ không sao, còn mình lấn sang bên nhà khác nó vác ra sang nó chém cho chết. Thì những cái này chúng ta, tôi lấy ví dụ để chúng ta hình dung cho nó dễ. Như vậy nếu như thị trường mà nó bão hòa, chúng ta sẽ không làm được chiến lược này đâu. Tại vì mình mà mình khuyến mãi quảng cáo để mình tăng trưởng thì mình sẽ ảnh hưởng đến cái thằng khác, hay là đối thủ cạnh tranh của mình đó. Và đối thủ cạnh tranh họ bị ảnh hưởng thì chắc chắn họ sẽ trả đũa, họ sẽ phải dùng những cái chiến lược để họ đòi lại khách hàng của họ. Nói ví dụ như thị trường viễn thông chẳng hạn, thì nó bão hòa khoảng tầm 10 năm nay, gần 10 năm nay là nó bão hòa rồi. Có nghĩa là dân số mình là 90 mấy triệu người, 96, 97 triệu người. Thì bây giờ cái số lượng thuê bao nó là 100 mấy chục triệu thuê bao điện thoại rồi. Bão hòa mỗi người có một cái hết rồi. Như vậy thì bây giờ đùng đùng một cái mạng viễn thông đi ra chiến lược là tôi sẽ khuyến mãi. Mà ngày xưa anh chị thấy đó, các mạng cứ ra cái chính sách khuyến mãi là mua cái bộ kit sim mới là tặng thêm một cái gói gọi miễn phí gì đó, nghĩa là rẻ hơn mình mua cái cạc điện thoại mình cào nữa. Và bản chất đó là gì? Họ muốn tăng trưởng, họ muốn thêm cái hàng mới,
Nhưng mà lúc đó thị trường bão hòa rồi, cho nên bây giờ nó hiện tượng là gì? Các anh chị đang xài thẻ của, đang xài cái số điện thoại của Vinaphone, đúng không? Bây giờ ông Viettel ông quảng cáo, ông ra cái bộ, một cái gói sản phẩm mới, mình quăng cái sim cũ đi, mình xài sim mới thì nó còn rẻ hơn là mình mua cái thẻ cào rất là nhiều nữa. Thì dẫn đến là nhiều người quăng cái sim cũ, mua cái sim mới, cái bộ kit mới về xài. Và như vậy thì lúc đó bắt đầu là Viettel ra chương trình khuyến mãi, thì lúc đó mấy cái ông Mobifone, Vinaphone, ông ấy phát hiện ra là vì cái chương trình khuyến mãi của Viettel mà ông đang mất khách hàng, đang mất khách hàng. Lúc đó tuy nhiên hai ông này không thể ngồi yên được, mình ngồi cho nó lục cái hàng hết sao. Nhưng mà hai ông này chắc chắn nó sẽ ra những cái chiến lược, những cái gói cước mới, đúng không ạ, để thu hút người trở lại, cạnh tranh người trở lại, thu hút khách hàng người trở lại. Và lúc đó khách hàng lại đang xài Viettel lại thấy Vinaphone, Mobifone có cái những cái gói mới ngon quá, lại quăng cái sim của Viettel đi chạy sang bên này. Nhưng là bản chất là không có cái hàng mới mà chỉ là chạy qua chạy lại giữa các mạng với nhau thôi, đúng không? Và chúng ta nói, nếu mà chúng ta nói về cái cân bằng nát chẳng hạn, thì như vậy cuối cùng tất cả các anh đều tốn chi phí khuyến mãi hết, nhưng cuối cùng là các anh không được cái gì hết, tại chỉ qua dịch lại với nhau thôi, không có được thêm. Thì nếu thị trường bão hòa là sẽ rất dễ bị cái chuyện đó, nên mình phải làm chiến lược. Cái chiến lược này áp dụng trong trường hợp thị trường nó có cái nhu cầu tăng trưởng cao, nghĩa là cái thị trường phải đang trong cái giai đoạn tăng trưởng. Cái thị trường trong giai đoạn bão hòa mà làm là dễ chết lắm. Chúng ta hình dung rồi đó. Đó là cái, nhưng mà đó là cái trường hợp thứ hai, nghĩa là mình phải làm trong được trường hợp thị trường đang tăng trưởng. Rồi các anh chị thấy một cái trường hợp, một cái hiện tượng, đó là vào dịp tết mà các anh chị đi mua hàng, các chị sẽ thấy là rất nhiều các cái sản phẩm tiêu dùng người ta khuyến mãi rất nhiều. Rất nhiều, từ lạ đến quen, đúng không? Rất nhiều. Thì với những sản phẩm mà quen mà mình đang xài mà khuyến mãi đó, chính là họ đang sử dụng cái chiến lược này, nghĩa là để khuyến khích mình mua nhiều hơn của họ. Và vì sao lúc Tết thì lại như thế? Tại vì lúc Tết là cái nhu cầu nó tăng đột biến, nó tăng lên cao, và lúc đó nó có một cái khoảng trống thị trường rất là lớn, và các nhân viên đều muốn nhảy vô để chiếm lấy cái khoảng trống đó để tăng thị phần, cái cơ hội đó. Cho nên là người ta dùng cái chiến lược tăng trưởng tập trung này, như là khi có nhu cầu tăng đột biến. Đó là chúng ta nói ở góc độ thị trường, góc độ thị trường. Ở góc độ nội bộ công ty cũng có những cái chuyện mà chúng ta có thể làm được, đó là gì? Đó là trong trường hợp mà công suất của mình còn nhiều, chưa khai thác hết, dẫn đến là cái chi phí bình quân của mình nó đã cao, và nhìn nếu ta khai thác hết thì cái chi phí bình quân nó sẽ rẻ. Như vậy mình sẽ cố gắng mình khai thác công suất, ví dụ như máy bay chẳng hạn, đúng không ạ? Mà máy bay gần đến giờ bay rồi, nhưng mà mới được có nửa máy bay thôi, còn trống một nửa nữa, đằng nào cũng bay cũng trống. Cho nên gần đến giờ bay là nó bán đại hạ giá, đúng không ạ? Được tí nào ăn tí đó, nó giảm cái chi phí bình quân xuống. Đó. Như vậy thì lúc đó là nó sẽ có cái chuyện đó là gì, đúng không ạ? Giảm giá, đó, ví dụ vậy. Thì đó là cái chiến lược tăng trưởng tập trung. Khi mà không khai thác, không suốt, chưa khai thác hết. Đã một số cái trong cái slide tôi có giới thiệu với anh chị đây. Đó. Trong trường hợp mà chúng ta có cái, mà chúng ta cũng phải làm được thêm một cái chuyện đó là gì, đúng không ạ? Trong trường hợp mà chúng ta đang có dồi dào về cái nguồn nguyên liệu, cái nguồn đầu vào, đó là cái chiến lược, gọi là chiến lược tăng trưởng tập trung. Tuy nhiên là chúng ta với mỗi cái chiến lược này thì cái gì cũng chú ý dùm tôi, đó là thuận lợi là cái gì và cái rủi ro là cái gì. Thuận lợi của chiến lược tăng trưởng tập trung là cái chỗ đó là gì, dễ làm, chứ là phải áp dụng dễ lắm, tại vì
sản phẩm có sẵn, thị trường có sẵn, giờ làm sao tăng cái quảng cáo, tăng cái chiết khấu, tăng về chiêu thị để mà bán thôi, dễ làm. Nên đây là cái chiến lược mà đầu tiên mà người ta hay nghĩ tới khi người ta muốn tăng trưởng. Muốn tăng trưởng là ta sẽ nghĩ đến cái chuyện này đầu tiên, cái chuyện này làm dễ. Tuy nhiên cái rủi ro của cái chiến lược này á, là cái chỗ nó là gì? Rủi ro là chúng ta có thể, thứ nhất là mình có thể gặp cái phản ứng của đối thủ cạnh tranh, đặc biệt là trong cái điều kiện mà chúng ta tính toán cái thị trường không tốt, mà chúng ta tính là nó tăng trưởng tốt nhưng mà nó không tăng trưởng, mà mình làm đối thủ cạnh tranh không bị ảnh hưởng thì họ sẽ trả đũa, và lúc đó thì hai bên đều thiệt thòi cả, đúng không ạ? Hai hàng muốn nhau, khách hàng ở giữa được lợi thôi, còn hai hàng này muốn nhau là bị ôm đầu máu hết. Đã. Rồi trong trường hợp là chúng ta cũng bị rủi ro ở chỗ là gì, đó là mình muốn tăng trưởng và cái quy mô mình nó tăng lên nhanh, khi mà mình khuyến mãi một cái, khách hàng nó đổ về đơn hàng các thứ đổ về nhiều, dẫn đến là làm không tốt, quy mô lớn quá mình quản kiểm soát không được, dẫn đến chất lượng kém, dẫn đến dịch vụ khách hàng kém vân vân, thì lúc đó lại là cái rủi ro, có khi lại còn còn tổn thất hơn là làm ít, đúng không? Nên một số ấy, ví dụ những ngày một số cái nhà hàng quán ăn mà họ họ, họ làm họ muốn uy tín đấy, họ không bán nhiều hơn cái lượng mà họ dự kiến, đến đó hết nghỉ, nghỉ không sao bán tiếp, đúng không? Còn tham quá làm nhiều quá, xong đến lúc mà khách vô xong bắt đầu là cuống cuồng lên phục vụ không nổi, rồi bắt đầu sơ suất sai sót, chất lượng kém đi. Ví dụ vậy thì đó là cái mà chúng ta phải tính, như là khi một quy mô tăng lên thì chúng ta có đủ nguyên liệu để làm không, chúng ta có đủ năng lực sản xuất để nó làm không, chúng ta có đủ, đúng không ạ, đủ cái việc mà kiểm soát chất lượng phân phối giao hàng kịp thời không, vân vân, phải tính một loạt yếu tố đó, nếu không lại sẽ bị ảnh hưởng tác dụng ngược. Đó là chiến lược thứ nhất. Như vậy lưu ý anh chị là khi tôi giới thiệu các loại chiến lược này ha, ở trong cái trưng bày này các loại chiến lược, thì khi mà hỏi tới từng loại chiến lược thì các chị phải hiểu và các chị phải tự đặt ra trả lời được bốn câu hỏi. Thứ nhất, khái niệm cái chiến lược đó là cái gì, thì khái niệm thì thường là tôi sẽ giới thiệu ở đây và các chị hiểu, các chị nói bằng cái ý của mình. Cái thứ hai là điều kiện áp dụng, nghĩa là khi nào thì chúng ta sẽ sử dụng cái chiến lược này. Cái thứ ba là cái thuận lợi hay là gọi là cái ưu thế của cái chiến lược này là cái gì, và cái thứ tư là cái rủi ro của cái chiến lược này khi chúng ta áp dụng nó là cái gì. Các chị nhớ dùm tôi khi hỏi từng cái loại chiến lược phải nói bốn ý như vậy. Chiến lược thứ hai là chiến lược phát triển thị trường. Như vậy chiến lược này nó khác với chiến lược đầu ở chỗ gì, đó là cũng là chúng ta có một cái sản phẩm lõi, nó đã có cái uy tín này trên thị trường rồi, và bây giờ là gì, ta dùng cái sản phẩm hiện tại, dùng cái sản phẩm hiện tại, các bạn, để ta mở ra ở một thị trường mới, nó gọi là chiến lược phát triển thị trường. Dùng sản phẩm hiện tại để mà bán ở một thị trường mới, đó là phát triển thị trường đấy thôi. Như vậy đơn giản, cái sản phẩm hiện tại là sản phẩm mà mình đã có giá trị, sản phẩm chủ lực của công ty và đã có uy tín bền vững ở trên thị trường. Ví dụ ví dụ giả sử như bây giờ là tôn Phương Nam chẳng hạn, như vậy tôn Phương Nam bán ở thị trường Việt Nam ngon rồi, bây giờ cũng mang cái sản phẩm tôn mạ đó đi sang bên thị trường Campuchia để bán, thị trường đấy mình chưa, trước giờ mình chưa vô, bây giờ mình đem sang mình bán đó, thì đó là chiến lược phát triển thị trường đấy thôi, đơn giản thế thôi. Giờ mình tăng trưởng đây là cũng chiến lược tăng trưởng luôn, chúng ta muốn tăng quy mô, tăng doanh thu của mình lên thông qua việc chúng ta mở thị trường mới, đó là hai cách, hoặc là chúng ta sang một cái khu vực địa lý mới, hoặc là ta sang một phân khúc mới, nó cũng là phát triển thị trường ha.
Hồi trước mình đang bán là phân khúc này, bây giờ ta mở rộng thêm một khúc nữa thì đó cũng là cái cố gắng bán cái sản phẩm hiện tại đó vào một phân khúc khác, thì đó cũng là chiến lược phát triển thị trường. Giờ cái này dễ hiểu, về mặt định nghĩa là dễ hiểu rồi ha. Là như vậy thì điều kiện áp dụng khi nào thì nó sử dụng chiến lược này, rồi mấy chị nói nhanh giùm tôi xem là khi nào thì mình nên áp dụng cái chiến lược phát triển thị trường này đây, trong bối cảnh nào cũng đi áp dụng. Đấy, kiếm anh chị. Dạ, thưa thầy, thì theo em thì khi mà cái phân khúc thị trường hiện tại của mình nó đã bão hòa rồi thì mình phải khai thác một cái phân khúc mới, một cái thị trường mới để mình tăng cái sản lượng của công ty lên ạ. Đúng rồi, chính xác. Đó là bão hòa, đó là một trường hợp thị trường hiện tại bão hòa rồi mình muốn tăng nữa, là đối thủ cạnh tranh nó cầm dao nó chờ sẵn rồi, mình tăng lên nó sáng cái chém, nhưng mà thì đi chỗ khác đúng không? Rồi đó là một. Rồi còn trường hợp nào nữa? Một cái trường hợp Rồi. đó là khi mà cái lợi nhuận tại cái thị trường nó không còn nữa thì mình khai thác thị trường mới đi tìm kiếm thêm lợi nhuận. Đúng luôn, nghĩa là cái tỷ suất lợi nhuận bình quân của thị trường mình hiện tại nó thấp quá rồi. Đầu tư sang thị trường mới, các bạn bán sang thị trường mới thì suất cao hơn. Chính xác luôn. Giống như kiểu là các nước phát triển á, các nước phát triển cái tỷ suất lợi nhuận bình quân của thị trường họ thấp lắm, tại vì cái thị trường họ nó phát triển đến mức độ cao quá rồi. Nó cạnh tranh rất là quyết liệt rồi. Nên họ sang, họ mở sang thị trường các nước khác họ bán, cái biên độ margin lợi nhuận nó cao hơn, là vì vậy. Rồi hoặc là cũng có thể là gì, cũng có thể là cái năng lực sản xuất của mình nó còn, mà thị trường hiện tại nó bão hòa nên chúng ta là phải đi chỗ khác để chúng ta tận dụng hết cái năng lực của mình, đúng không? Rồi bây giờ các chị biết rồi, bây giờ ta tự suy ra ha, đó là cái điều kiện áp dụng. Rồi chúng ta vẫn nói tiếp, đó là như vậy thì cái ưu thế, cái lợi thế của cái chiến lược là cái gì? Như vậy thì tôi chỉ cái gì, cái lợi thế chúng ta nói về lợi thế đó, là cái gì, cái xoáy ở cái hiện tại để nói này, xoáy hiện tại này. Lợi thế là chúng ta do là mình đem cái gì, cái sản phẩm hiện tại đi ra thị trường mới, cho nên là chúng ta không phải tốn cái chi phí là mình nghiên cứu cải tiến hay là đầu tư gì thêm nhiều, có thì chúng ta chỉ cần mở rộng cái hệ thống máy móc thiết bị thôi, chứ không phải đầu tư mới. Như vậy thì nó cũng sẽ đỡ. Như vậy cái hiện tại này, còn cái rủi ro mà chiến lược gặp phải đó chính là cái mới này. Cái mới này rủi ro là gì? Rủi ro đó là chúng ta sẽ quay trở lại cái bài hôm trước mình nói về cái rào cản gia nhập ngành đó. Bây giờ mình đi sang thị trường khác là mình trở thành cái đối thủ tiềm ẩn của họ ở trong cái ngành của họ, cái gì đúng không? Giờ mình đi sang thị trường Campuchia, như vậy đó là cái đối với Campuchia là mình là đối thủ tiềm ẩn, mình gia nhập vô ngành. Như vậy chúng ta có thể gặp rủi ro nào cả, nó gì nào cả về mặt pháp lý, có thể gặp là rủi ro người ta có những luật nó khác biệt với mình và chúng ta phải điều chỉnh. Tôi mình ví dụ tôi mình ở sang thị trường châu Âu chẳng hạn, mình đang bán Việt Nam thì sang châu Âu, như châu Âu có một loạt những cái tiêu chuẩn khác, người đó là cái rủi ro mà chúng ta phải phải xử lý, nếu mình không không có chuẩn bị sẵn là mình có thể bị mang tiếng mất uy tín ở trên thị trường đó, ví dụ vậy. Rồi rủi ro nữa là cái nhu cầu, các bạn, cái nhu cầu hiện tại của cái thị trường mới đó, nó không giống với cái sản phẩm hiện tại của ở thị trường hiện tại, thì chúng ta phải có sự thích nghi. Rồi rủi ro nữa là đối thủ cạnh tranh ở trong cái thị trường mới đó, người ta trả đũa, họ không muốn mình vô, nên là họ họ dùng các cái biện pháp để họ cản trở mình, ví dụ như họ cạnh tranh, họ giảm giá rồi các thứ các kiểu để họ ngăn cản mình vô, ví dụ vậy. Thì đó là những cái rủi ro chúng ta gặp phải là cái mới này, được chưa? Cái loại chiến lược thứ ba là chiến lược phát triển sản phẩm. Thì đây là cái chiến lược mà nó đổi lại thôi, sản phẩm mới và thị trường hiện tại. Sản phẩm mới, thị trường hiện tại, đó là chiến lược phát triển sản phẩm. Sản phẩm thì mới, thị trường hiện tại.
đó là chiến lược cái rủi ro. Như vậy thì cái này chúng ta không dễ hình dung, nghĩa là chúng ta đã có một cái sản phẩm mà nó có cái vị trí ở trên thị trường tốt, và bây giờ chúng ta sẽ làm cái việc thứ nhất phát triển là sản phẩm mới. Mới là chỗ nào? Chúng ta cải tiến cái sản phẩm hiện tại, cải tiến để cho nó có tính năng đẹp hơn, giống như hồi nãy các bạn nói đó, cải tiến cho nó đẹp hơn, tính năng gì đó. Hoặc là một cái việc nữa là ta phát triển cái sản phẩm mới xoay quanh cái sản phẩm hiện tại này để ta bán ở trên thị trường hiện tại của mình. Đó là chiến lược phát triển sản phẩm. Tôi ví dụ cho các chị dễ hình dung. Ví dụ như là ăn Pepsi. Pepsi sản phẩm truyền thống của họ đó là nước giải khát có ga, truyền thống của họ. Coca-Cola cũng thế, đúng không? Như vậy thì ở thị trường Việt Nam, tôi nói thị trường Việt Nam thôi, thị trường Việt Nam, như vậy thì nói đến nước giải khát có ga là cái uy tín của họ rất là nổi tiếng rồi, đúng không ạ? 7 Up, ví dụ vậy, hay là Pepsi, hay là 7 Up, hay là đó, thì đó là những cái rất nổi tiếng, đúng không? Như vậy thì họ lợi dụng cái chuyện lợi tiếng đó, nổi tiếng đó là cái hệ thống bán hàng họ có sẵn đó, họ phát triển cái sản phẩm mới đó là Aquafina, nước uống tinh khiết, được chưa? Như vậy cái gì thế là họ bán chạy hơn rất nhiều so với những anh khác đó. Thì đó là cái phát triển sản phẩm mới, hoặc là một cái chuyện cải tiến. Cải tiến đó là chiến lược của iPhone, Apple đó. Apple với sản phẩm điện thoại iPhone, iPhone cải tiến liên tục, đúng không? Sắp tới của iPhone 14, đúng không ạ? Đó, cải tiến lên. Và mỗi cải tiến đó lại mình phải bỏ tiền ra mình mua tiếp, đó là cái chiến lược phát triển sản phẩm. Rồi tôi giới thiệu, bây giờ tôi chỉ giới thiệu tên thôi nha, còn nhiệm vụ của anh chị và suy ra là khi nào áp dụng ha. Như vậy thì cái thuận lợi rủi ro, thuận lợi vẫn là ở chỗ hiện tại, và rủi ro là cái mới này đó. Như vậy cái gì nhớ vậy cho nó dễ. Cái chiến lược thứ tư là chiến lược đổi mới. Đổi mới như vậy thì có những công ty người ta lựa chọn một cái chiến lược, cách tiếp cận thị trường, đó là họ luôn luôn là cái đơn vị đi đầu, dẫn đầu thị trường, là cái người đầu tiên đưa ra cái sản phẩm ra thị trường, đổi mới, tôi luôn là dẫn đầu đưa ra cái đầu tiên. Như vậy thì cái chiến lược đổi mới này nó có một số cái đặc điểm mà chúng ta chú ý như này. Nếu mình là cái người đầu tiên ra thị trường mà thành công thì rất là ngon, đúng không ạ? Thứ nhất là thu lợi nhuận rất là cao, tại vì là người đầu tiên, và chúng ta sẽ là cái người mà nó gọi là chiến lược hết bán sữa đó, nghĩa là cái phần ngon ở trên lấy trước, lấy hết, nghĩa là những cái người khách hàng mà tiên phong, những người thích mới đó, là họ sẽ sẵn trả cái chi phí cao để họ là người đầu tiên được sở hữu để sử dụng cái sản phẩm đó. Cho nên là cái siêu lợi nhuận nó sẽ rất là tốt. Tuy nhiên cái chiến lược này thì nó cũng có những cái rủi ro của nó. Cái rủi ro của nó, cái chị thấy là đây là cái sơ đồ mà chị hình dung, và cái quá trình xét nghiệm phát triển cái sản phẩm mới đó, thì chị thấy là cái số lượng ý tưởng của sản phẩm đó, thì đây là gần 60 cái ý tưởng ban đầu, thì qua quá trình sàng lọc rồi phân tích rồi phát triển rồi thử nghiệm thương mại hóa vân vân cho đến khi ra thị trường được, nó còn có khoảng chừng 3 sản phẩm từ 60 sản phẩm ban đầu, còn khoảng 3 sản phẩm, nghĩa là khoảng chừng 5%, đúng không ạ? 5% đó là cái sản phẩm bình thường đấy, còn sản phẩm này vừa dược phẩm nó còn thấp hơn nữa, những lĩnh vực mà nó khắt khe nó còn thấp hơn nữa, nghĩa để nó thành công. Như vậy thì các doanh nghiệp mà chọn chiến lược này, thứ nhất là họ phải luôn luôn là phải đầu tư cái đội ngũ nghiên cứu kỹ thuật về phát triển rất là mạnh rồi, đúng không? Và họ phải có một cái điểm đó là phải chấp nhận, phải có cái chi phí để rủi ro họ
thất bại là họ phải có cái chi phí rất là lớn để làm cái chuyện này. Tại vì nếu mà không làm, không chấp nhận được cái này là coi như phải bỏ nhiều cái mới ăn từng cái mà. Nên là tốn kém rất là nhiều. Dược phẩm thì nó còn nhiều hơn nữa. Dược phẩm á, dược phẩm là tôi nhớ là 100 cái ý tưởng thì được 5 cái có thể đưa ra được thị trường. Ở trong 100 cái ra thị trường thì có 5 cái thành công. Là thì nó tỷ lệ còn nhỏ xíu chạy nữa là cái gì. Tuy nhiên là lĩnh vực dược phẩm mà anh nào mà thành công một cái thì giàu to. Cái dược phẩm mà nó ra đầu tiên nó bán mắc lắm. Vì sau đó bắt đầu bán nó gỡ được vốn, nó lời đã đời bắt đầu nó mới giảm, nó mới chuyển giao công nghệ này kia cái thứ đó mà. Cái trường hợp của vaccine của Covid đó là do đây là cái dịch bệnh khẩn cấp, cho nên là người ta không bảo hộ cái như là cái quyền phát minh ra đó, thì các nước là họ vì cái này là cái toàn cầu, cho nên là họ mới bảo là họ mới công khai hóa cái công thức cho mọi người làm. Nhưng thực ra công khai hóa công thức là một chuyện, mà làm được là câu chuyện khác nữa. Nó mà đâu phải dễ ăn, không phải dễ. Giống như kiểu là bây giờ nếu mà ai học hóa học thì đều biết công thức để làm nước ngọt, làm nước rửa chén, làm xà phòng các thứ, biết hết công thức, học nó dễ mà, công thức như vậy. Nhưng mà để làm ra một cái sản phẩm nó an toàn thì lại câu chuyện nữa, rất là khó. Nên là cái đổi mới này rất là phức tạp, nên thường công ty phải chấp nhận cái đổi mới rất là cao. Nên là cái tiền thể nói cái dù mà cái vaccine của Việt Nam, vaccine Việt Nam tôi không hiểu là mấy cái ông làm vaccine ông liều tới cỡ nào mà ông mới thử nghiệm được có mấy ngàn người mà ông đòi cấp phép để mà đi chích hết hàng loạt, ai dám chích? Trời ơi, thuốc là mặc dù là cái điều kiện khẩn cấp các bạn, nhưng nó nếu mà thực ra cái vaccine, các loại vaccine này nếu như mà nó không cấp rút ra thì nó còn lâu mới được cấp phép. Tại vì là có bao nhiêu tác dụng phụ của tao đã biết. Nó phải thử nghiệm rất là lâu. Có thời gian nó cũng tính theo năm. Nó phải 4, 5 năm, chục năm. Tại vì giờ mình phải để xem ta chích xong mai mốt nó có bị đẻ con, nó có bị ảnh hưởng gì đâu chứ. Phải nghiên cứu cả cái đó nữa. À, rồi có bị biến đổi gen gì không? Ví dụ vậy. Đó là những cái câu chuyện. Đương nhiên bây giờ là khẩn cấp người ta phải làm. Nhưng mà không thể là mấy sự nghề nghiệp của mấy ngàn người mà đòi đi chích cho hàng loạt thì chết của người ta quá, đúng không ạ? Bây giờ bảo thử nghiệm thêm mười mấy ngàn, chưa mười mấy ngàn cũng vẫn là chưa ăn thua, đúng không ạ? Nó phải cái mẫu lớn kìa, mẫu lớn là đủ tính đại diện kìa, lúc đó mới an toàn chứ chích tầm bậy tầm bạ vô thuốc mà đâu phải cái chuyện chơi đâu, đúng không ạ? Thuốc chích cho heo thì heo chết còn ăn thịt được kìa. Chỉ đó là cái mà cái đổi mới như vậy, nó mà là một quá trình rất gian nan. Quá trình rất gian mà. Rồi đó là cái chiến lược bốn cái, để bốn cái này ha. Cái tiếp theo đó là cái chiến lược hợp nhất. Hợp nhất một số tài liệu gọi là chiến lược hội nhập đó, thì đó là Union đó. United. Nghĩa là chúng ta dùng cái từ, nếu dùng động từ các bạn như vậy thì đó. Như vậy cái chiến lược này là nó là nghĩa là cái chiến lược này là liên quan đến cái chuyện là chúng ta mua hợp nhất với những công ty khác. Cái chuyện dùng vậy cho nó dễ, chúng ta hợp nhất sáp nhập những công ty khác, đó là chiến lược hợp nhất. Như vậy hợp nhất nó có hai chiều, tôi lấy cái hình này để các chị dễ anh dùng này. Nó có hai chiều, hợp nhất theo chiều dọc và hợp nhất theo chiều ngang. Tôi vẽ cái hình này để các chị hình dung cho nó dễ. Như vậy thì chúng ta thấy đây là cái chiều của cái chuỗi cung ứng, đúng không ạ? Cái chiều này là cái chiều của chuỗi cung ứng. Như vậy thì theo cái chiều chuỗi cung ứng này thì chúng ta gọi là chiều dọc. Anh chị hiểu không? Chiều này là chiều dọc, còn đây là cái chiều này là gọi là chiều ngang. Chúng ta hình dung vậy, tôi vẽ cái hình để cái chị dễ hình dung như thế hả? Chứ không phải theo trục đồ thị đâu, nhìn nó dễ bị nhầm lại. Như vậy, hợp nhất theo chiều ngang
Có nghĩa là gì? Đây chiều ngang đây. Chiều ngang là những công ty ngang hàng với mình đó, đó là những cái đối thủ cạnh tranh. Và hợp nhất theo chiều ngang là chúng ta tìm cách để chúng ta mua lại hay chúng ta sáp nhập các đối thủ cạnh tranh của mình. Giống như kiểu là trường hợp của Việt Nam mình đó, là hai cái hãng taxi công nghệ đó, Grab với Uber đó, ở khu vực Đông Nam Á, như vậy thì Grab họ mua cái Uber, hay là bản chất là họ sáp nhập cái Uber vô trong Grab, thì đó là hợp nhất theo chiều ngang, hiểu không? Hợp nhất đối thủ cạnh tranh. Hay là cái trường hợp mới đây hơn nữa, đó là trường hợp của Masan chẳng hạn. Masan họ mua cái hệ thống bán lẻ của Vingroup đó, Vinmart cộng đó, sáp nhập vô hệ thống bán lẻ của Masan. Đó là chiến lược hợp nhất theo chiều ngang. Đó, tôi ví dụ như vậy cho nó dễ. Như vậy thì các anh chị thấy là như vậy thì khi nào các công ty làm cái câu chuyện này, các chị cũng phải suy ra. Thì tôi nói thêm một cái gợi ý nữa thôi. Nói gì về suy ra đọc tài liệu thêm để chúng ta tự với kiến thức của mình thôi. Và như thế là như vậy, những cái bước này là toàn là những bước các công ty làm thôi. Ví dụ như giữa Masan với Vingroup thống nhất với nhau bán đã chuyển giao. Ông Vingroup thì chẳng qua là ông nuôi cái thằng Vinmart cộng nó lỗ nhiều quá rồi ông chán rồi, ông tập trung làm cái khác. Đã, Masan thì đang có ý đồ là thông qua hợp nhất với cái anh này, đúng không ạ, để mở ra một cái hệ sinh thái. Masan là muốn mở thành một hệ sinh thái, mà chút xíu tôi sẽ nói về cái hướng sau này là cái hướng hệ sinh thái. Đã, nhà mở ra thành một hệ sinh thái. Thì như vậy đó là cái ý đồ của hai công ty, và hai công ty họ quyết định làm cái chuyện này. Còn cái Vinmart cộng đó là một SBU, đúng không ạ? Và cái hệ thống bán lẻ của Masan đó là một SBU. Và như vậy chỉ đây là cấp công ty làm các bạn. Như vậy thì ở trong cái hôm trước chúng tôi nói về cái điều kiện gia nhập ngành đó, mà tôi có ví dụ cái hệ thống bán lẻ đó các anh chị. Như vậy thì một trong những cái mà cái rào cản gia nhập ngành cũng như là cái vị thế cạnh tranh của đơn vị ở trong ngành kinh doanh đó, của ngành bán lẻ đó chính là gì? Đó chính là cái mạng lưới, cái vị thế cạnh tranh. Nó như thế, hồi nãy mình nói vì thiên bay mình có cái mạng lưới rộng đó, đó là một cái thể hiện cái, tại vì mình đang là siêu thị bán lẻ đúng không, và quên xin lỗi, ngân hàng bán lẻ. Ngân hàng bán lẻ nếu mà người phát triển theo dịch vụ ngân hàng bán lẻ thì phải có cái mạng lưới rộng, thì đó là một cái tạo ra lợi thế cạnh tranh, nó sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh. Như vậy thì phải có cái mạng lưới, tốt. Và bây giờ ông Masan mà đi lóc cóc mà ngồi mà mở các cái điểm bán đó, nó lâu đó, thì thôi thay vì có một anh đang chán kia, mà một anh đã mở rồi kia đang chán rồi kìa, thôi bán cho tôi đi, tôi nhập hàng này vô cái mạng lưới tôi, tự nhiên nó tăng lên rất là nhiều, tôi có thể ngang nhiên cạnh tranh căng thẳng với lại những cái anh khác. Như vậy thì đó là cái một cách để tôi phát triển nhanh nhất, để tôi củng cố cái vị thế cạnh tranh. Thì thường là các công ty họ hay chọn cái này là với cái mục đích là gì, là tăng cái quy mô của họ lên để họ họ tạo ra cái vị thế cạnh tranh mạnh ở trên thị trường, đặc biệt là trong mấy những cái thị trường mà nó đòi hỏi với quy mô, cái quy mô nó quyết định cái lợi thế cạnh tranh đó, thì họ hay làm cái chuyện này. Rồi cũng có cách là gì, hợp nhất để giảm áp lực cạnh tranh. Bây giờ trên thị trường nó nhiều cái đối thủ quá, đánh nhau quá, vì ta mua luôn nó luôn, giảm lực cạnh tranh. Và đó là cái mà các cái hãng công nghệ lớn mà hôm vừa rồi phải điều trần trước quốc hội của Mỹ đó, hạ viện của Mỹ đó, Facebook, Mark Zuckerberg, rồi là của Amazon, các cái hãng công nghệ đó phải ra Tim Cook, phải ra điều trần với quốc hội Mỹ, với hạ viện Mỹ đó, là vì là họ đang là điều trần xem là có phải là anh đang muốn tiêu diệt đối thủ cạnh tranh không, và anh độc quyền không, anh cạnh tranh không bình đẳng, là có thằng nào nó hơi cóc ké, nó hơi lớn lên chút xíu là mua luôn, cậy ý mạnh, ý thế mạnh mà bỏ tiền ra nhiều mua luôn, bán cuối cùng là mất triệt tiêu cái lực cạnh tranh ở trên thị trường. Thì đó là một cái lý do, nghĩa là họ giảm cái áp lực cạnh tranh. Vân vân ha. Rồi cái gì phân tích như vậy thì cái lợi thế là gì và rủi ro là gì? Thì một trong những cái rủi ro mà chúng ta thấy đó là chính là cái có thể rơi vào cái bẫy, đó là
anh trở thành độc quyền và lúc đó anh vi phạm cái luật cạnh tranh là cũng mệt, nên phải cẩn thận. Rồi cái rủi ro nữa là không phải lúc nào sáp nhập cũng thành công nhé, tại vì sáp nhập nó không phải là một cái tổng cộng mà nó hợp nhất. Hợp nhất thì nhiều khi làm riêng lẻ thì ngon, là hợp vô làm không được, do là cái phong cách khác nhau, do tâm lý các thứ khác nhau, rồi làm nó trục trặc, rất nhiều các vụ hợp nhất không thành công. Rồi thậm chí là cái tâm lý của cái người bị hợp nhất đấy nhá, mình là trên dưới mà, cho nên là người ta sẽ nản và người ta cũng kiếm chỗ khác người ta nhảy. Ví dụ như là tôi đang làm sếp của Uber chẳng hạn, thì Uber hợp nhất với Grab, như vậy tự nhiên tôi thành Grab nó mua mà, nên tự nhiên tôi trở thành là cái người bị mua, và các cái lãnh đạo nhân lực của Uber người ta cũng sẽ chán. Tôi nói một số cái ví dụ vậy. Rồi cái hợp nhất, cái loại hợp nhất tiếp theo đó là chúng ta nói hợp nhất theo chiều dọc. Vậy chiều dọc là chiều này. Chiều này như vậy thì nó sẽ có hai cái hướng: hợp nhất theo chiều dọc về phía sau và hợp nhất theo chiều dọc về phía trước. Về phía sau là đây. Về hợp nhất theo chiều dọc về phía sau là các công ty tìm cách mua lại các cái nhà cung cấp của mình. Đó, mua lại các nhà cung cấp. Cho nên trong cái phần đằng trước mà nó hội nhập theo chiều dọc đó, hội nhập về đằng trước, hội nhập về phía sau là người ta nói cái chuyện này là các anh chị. Tại vì trong các tài liệu cũ gọi là hội nhập. Mua lại các nhà cung cấp. À, ví dụ như là mình mua các cái tôn nam kim là đi mua phôi về để cán chẳng hạn, như vậy. À, như vậy có các nhà cung cấp phôi, à, như thế. Thì bây giờ ở tôn phương nam chẳng hạn. À, như vậy thì bây giờ ta mua luôn cái nhà cung cấp phôi của mình luôn, mua những cái đó để mình kiểm soát. À, hay là hội nhập theo chiều dọc về phía trước, hợp nhất theo chiều dọc về phía trước, nghĩa là mình tìm cách mình mua, mình sáp nhập các cái nhà bán hàng, các nhà phân phối của mình. À, ví dụ giả sử như một cái máy, nhà máy sản xuất đồ điện tử đi, sản xuất tivi chẳng hạn, Sanyo chẳng hạn, sản xuất tivi máy giặt. À, bây giờ bán hàng là phải thông qua một cái nhà phân phối. À, bây giờ Sanyo bỏ tiền ra mua luôn cái nhà phân phối luôn để bán cho mình luôn. À, ví dụ vậy. Và cái chị về phân tích thêm là khi nào thì áp dụng ha, lợi thế là gì và rủi ro là gì từ phân tích nha. À, tôi đã ví dụ những cái đầu, cái chị những cái này từ phân tích thôi. Đó là hợp nhất theo chiều dọc. Còn nói ra nó nhiều câu chuyện lắm, nó nhiều nhiều cái vấn đề chúng ta nói, nhưng mà để tiết kiệm thời gian, chúng ta không kịp thời gian. Rồi một cái loại chiến lược nữa, đó là chiến lược đa dạng hóa. Như vậy nó khác với cái chiến lược đa dạng hóa là cũng bản chất là chiến lược mình đi mua lại những cái khác, mua lại những công ty khác. À, nhưng nó khác với thằng này. Cái thằng này là mình đi mua lại những cái thằng mà liên quan đến ngành của mình là nhiều. Đối thủ cạnh tranh, mua lại những anh đối thủ cạnh tranh ở trong ngành. Mua lại các cái nhà cung cấp đầu vào với ngành của mình. Chúng ta mua lại những cái nhà phân phối ở trong ngành của mình. Đúng không? Còn cái chiến lược đa dạng hóa là chiến lược ta mua lại nhưng mà nó khác ngành. Nó khác ngành của mình. Nó không cùng ngành. Đó, nó khác biệt ở chỗ đó. Như vậy đa dạng hóa nó có hai loại đa dạng hóa, là đa dạng hóa đồng tâm và đa dạng hóa tổ hợp. Đa dạng hóa đồng tâm, đây hình như có cái tâm ở giữa thôi, đúng không ạ? Bắt đầu mình mua những anh khác xung quanh. Mình là có nói ở giữa. Mình đây, bắt đầu chúng ta mua những anh liên quan đến cái lĩnh vực kinh doanh của mình, bỏ tiền ra mua. Đó, đây là đồng tâm. Để ví dụ, à, ví dụ như là Microsoft, đúng không ạ?
Thì Microsoft là họ giải pháp về, phần mềm, đúng không? Đó, làm cho máy tính là rất là nhiều. Đó. Như vậy bỏ tiền ra mua cái mạng đó là mạng Nokia. Đó, đó là cái mạng. Mạng liên quan đến lĩnh vực di động. Nhưng mà nó cũng có liên quan đến cái mạng lập trình, mạng cái software của họ. Đó, như vậy thì mua, bỏ tiền ra mua. Liên quan, phát huy. Và đương nhiên họ mua như vậy họ tạo ra cái lực cộng hưởng anh chị. Thứ nhất là để họ phát triển thêm cái lĩnh vực mới cho cái lĩnh vực mới, nhưng mà cũng có thể tạo cái lực cộng hưởng với sở hiện tại của họ. Cho đa dạng hóa đồng tâm. À, rồi à, trường hợp nữa coi trường hợp nào. Vinamilk này. Vinamilk mua công ty nào? Họ mua các công ty con nhằm để tăng cường cái mục đích sản xuất sữa của họ. À, cái đó thì lại là hợp nhất theo chiều dọc, mua cái anh cung cấp đầu vào, mua những cái công ty mà bán sữa cho họ, đúng không? Dạ vâng ạ. Đó là theo trong cái chuỗi là theo chiều dọc, hội nhập về phía trước, hội nhập về phía sau chứ, như là mua cái nhà cung ứng đấy. Nhà họ sản xuất sữa thì họ phải mua sữa của các công ty mà cung cấp sữa tươi, thì bây giờ họ mua luôn, hay là họ mua luôn những trang trại chẳng hạn như vậy, những cái trang trại mà đang làm nuôi bò đấy họ mua luôn, thì đó là thấp nhất theo chiều dọc về phía phía sau. Sanyo nữa thầy. Sanyo, Sanyo mua công ty nào? Dạ không, Sanyo là bị bán thầy, nó sẽ chia làm hai, nó bán cái mặt hàng chia làm hai mặt hàng chủ lực. Nhất là mặt hàng công nghệ máy ảnh, chụp ảnh thì nó bán cho thằng Osimi của Mỹ. Còn đối với thằng tủ lạnh, máy giặt thì nó bán cho thằng Aowa. Do bị phá sản thầy. Ừ. Như vậy thì là chiến lược khác không phải chiến lược này, chứ về mình đi là mình mua, chứ vậy mình bán có phải hiểu không? Ở đây là đi mua người ta. À, ví dụ như là một cái hãng rất là lớn về công nghệ liên quan đến cái phần mềm database đó, cái hãng Oracle chẳng hạn như vậy. À, thì họ đi mua những cái lĩnh vực khác, hoặc là cái database phần mềm, nhưng mà họ bỏ tiền ra họ mua cái hãng máy tính, mua cái thương hiệu máy tính Sun của Fujitsu, máy tính chủ đó, tại vì phần mềm mà database thì phải cài vô server, thì họ mua luôn cái hãng server liên quan đến cái mạng của họ, rồi họ mua luôn, luôn một cái hãng bảo mật phần mềm database thì phải phải liên quan đến bảo mật, họ mua một cái hãng bảo mật như vậy. Rồi phần mềm database thì liên quan đến, bây giờ mình nói dữ liệu lớn, big data, đúng không? Như vậy thì họ mua luôn một cái hãng có công nghệ về phân tích dữ liệu, dữ liệu lớn hay như vậy, thì đó vân vân, thì đó chính là cái dạng hợp nhất theo, nhưng mà có gì đa dạng hóa đồng tâm. Rồi một cái dạng chiến lược tiếp theo đó là đa dạng hóa tổ hợp. Đa dạng hóa tổ hợp là cái bài chiến lược mà đa dạng hóa nhưng mà không liên quan đến cái lĩnh vực hiện tại, sang ngành khác, nhưng mà ngành này khác hoàn toàn luôn, không liên quan đến cái mạng của mình nữa. Thường là những anh đi theo cái này là anh đi theo cái dạng như anh đầu tư phân tán rủi ro và tìm kiếm cơ hội sinh lợi nhuận ở những cái mạng mới. Đó. Ví dụ như viên rút không thầy? VinGroup đầu tư vào đâu, mua ở đâu, mua ai? Em thấy thầy nói đa dạng hóa ngành này của mình, em tưởng là viên rút họ đầu tư vào nhiều cái ngành khác nhau, ngành nào giống ngành nào hết, Không, cái nhằm đó là đầu phân tư tán họ mở ra hoạt rủi động sang nhiều ngành khác nhau, còn đây ro. là mua. À, ví dụ như Thaco đó, Thaco mua mua nào biết không? Thaco bỏ tiền ra mua cái mảng nông nghiệp của Hoàng Gia Lai đó, đó là đa dạng hóa tổ hợp này. Thaco họ làm cái mảng chính của họ là ô tô này, đúng không? Rồi bất động sản này, rồi logistics này, đó là ba cái mảng chính mà họ đang làm rất là mạnh thành công. Thì bây giờ họ mở sang cái mảng thứ tư đó là mảng nông nghiệp. Đó là mua cái
mảng nông nghiệp của Hoàng Gia Lai của ông Đào Nguyên Đức đó, bỏ tiền vô mua để họ khống chế, mua cổ phiếu để họ khống chế, họ kiểm soát đó, như vậy thì đó là đa dạng hóa tổ hợp sang một cái lĩnh vực hoàn toàn mới luôn. Nào bằng hình thức, đó là hình thức để bỏ tiền ra mua công ty khác, chứ không phải là hình thức mà mình tự làm. À, đó là những cái tôi. Rồi tiếp theo thì từ đầu đến giờ tôi giới thiệu các cái chiến lược, anh chị thấy toàn là nói đến những cái loại chiến lược là mở rộng ra không ạ. Chiến lược thứ nhất là chiến lược tăng trưởng tập trung, tăng trưởng doanh thu bằng cách làm sao dùng marketing, rồi phát triển thị trường, mở ra thị trường mới cũng để tăng trưởng, phát triển sản phẩm, làm sản phẩm mới để bán được nhiều hơn, đổi mới sản phẩm để bán được nhiều hơn, rồi hợp nhất mua này mua kia để mình tăng cái quy mô mình lên lớn hơn, đúng không? Đa dạng hóa cũng thể mua này mua kia, ngon lắm. À, tất cả những chiến lược đó người ta gọi chung một cái nhóm, đó là chiến lược tấn công. Ở trong ta gọi dùng cái từ dễ hình dung như là chiến lược mà chúng ta bung ra tấn công. À, tấn công. Tuy nhiên bắt đầu đó là cái dạng tấn công thôi, và không phải lúc nào cũng tấn công, có lúc phải phòng thủ. À, chứ không phải tấn công hoài. Thì cái chiến lược đầu tiên mà giới thiệu với các anh chị để phòng thủ là chiến lược chuyển hướng. Nếu mà turnaround, chiến lược chuyển hướng. Chiến lược chuyển hướng như thế này. Nghĩa là các chị nhìn cái sale này tôi diễn giải cho nó nhanh. Chuyển hướng thế này. Bây giờ thứ nhất là do mình hoạt động, có thể là do chúng ta hoạt động một hồi quy mô mình lớn quá, bắt đầu là do mình trì trệ, mình làm không hiệu quả vân vân, như là cái nhân tố bên trong, mình định hướng cái hoạt động của mình, chiến lược của mình không tốt, kiểm soát chi phí, kiểm soát hoạt động kinh doanh của mình không tốt, dẫn đến là cái lợi nhuận nó giảm, tỷ suất lợi nhuận nó giảm xuống. Và có thể do tác động của bên ngoài như là dịch Covid hiện nay, rồi do môi trường thay đổi vân vân, gì đó thay đổi, nó tác động vô nữa, làm cho hoạt động kinh doanh của mình eo hụt hơn nữa. Như là lợi nhuận, như là chúng ta có thể nói hình dung là hai yếu tố bên trong bên ngoài nó tác động, thường là hai cái này nó tác động. Thứ nhất là do cái, có thể là thường những công ty lớn đó, là do cái độ trì trệ, đúng không ạ? Cái mức độ trì trệ rồi do cái môi trường bên ngoài nó biến động mà không thích ứng kịp, dẫn đến bị lợi nhuận giảm, và giảm mà dẫn đến là gì, nguy hiểm nó tăng lên. À, và nếu như không khéo có thể phá sản. À, thì đó là cái hiện trạng, cái sự cố, cái tình huống xảy ra, nó gọi là cái tình huống nghiêm trọng nó diễn ra. Và bây giờ chắc nhiều công ty đang ở trong cái tình huống này lắm. Thì bây giờ là giai đoạn đầu tiên là phòng thủ, phòng thủ, phòng thủ. Thì khi mà phòng thủ thì chúng ta sẽ có hai cái loại cách để chúng ta phòng thủ. Cách thứ nhất đó là tìm cách giảm chi phí. À, giảm chi phí. Thực ra cái này rất đơn giản, nó là gì? Tôi có kinh nghiệm trải qua cái này, và tôi cũng có kinh nghiệm với lại các cái đối tác khách hàng mà tôi trải qua cái này, tôi cũng kinh nghiệm. Giảm chi phí rất, cái việc đầu tiên họ ngồi là gì? Yêu cầu kế toán đưa ra cái báo cáo chi phí. Đưa ra cái báo cáo chi phí, phân rõ ra từng loại chi phí. Bây giờ như vậy thì cái hoạt động sản xuất kinh doanh nó có bao nhiêu cái chi phí, và cơ cấu chi phí của nó trong tổng chi phí như thế nào, và các cái nguồn vào tại sao. Rồi bắt đầu đề xuất như vậy ta sẽ cắt giảm chi phí nào. Bây giờ mình thấy rõ rồi, bây giờ doanh thu mình chỉ có được 100 tỷ thôi, mà chi phí đang 120, ví dụ bây giờ phải cắt 20 tỷ. Như vậy 20 tỷ này phải cắt ở đâu? Ít nhất là phải cắt 20 tỷ. Cái gì vậy? Phải cắt đâu? Như vậy thì phải mở cái danh mục chi phí ra. Đó, mở danh mục ra. Cắt. Bây giờ là không cắt là chết. Sống còn phải tìm cách cắt. Phải có phương án cắt chi phí. Thì đó là cái việc đầu tiên phải làm. Để phòng thủ, để giữ cho nó cái tình trạng nó không quá tồi tệ. Rồi thứ hai có thể cân nhắc thêm, đó là bán bớt tài sản, giảm bớt tài sản.
tài sản nhiều nó dẫn đến chi phí cố định mình cao à, các bạn. Rồi chi phí vận hành nó có thể cao hơn do mình phải tốn thêm cái vận hành của những cái tài sản đó, nên tìm cách cắt giảm tài sản luôn. Và thông qua hệ thống này thì mục tiêu để làm gì? Để cân bằng, không dẫn đến cái tình trạng quá xấu, cân bằng. Và khi cân bằng xong, cái việc tiếp theo phải làm nó cân bằng không phải là nghỉ đâu nữa, đó là cái việc mới tạm thời bước đầu để giữ. À, rồi bước tiếp theo là gì? Tìm cách để hồi phục. Hồi phục thì trong giai đoạn này nó có hai cái việc phải làm. Cái việc thứ nhất đó là tăng hiệu suất, duy trì và tăng hiệu suất. Tăng hiệu suất nghĩa là gì? Cái gì sẽ tập trung vào cái bước đầu tiên là giảm chi phí, nhưng bước thứ hai là tăng năng suất, tìm cách tăng năng suất, thúc đẩy lên tăng năng suất. À, tôi nói ví dụ như ngân hàng chẳng hạn, à, như vậy khó khăn thì bây giờ làm sao để tăng năng suất, tỷ lệ dư nợ trên bình quân đầu người tăng lên, ví dụ vậy, tăng lên, doanh số tăng lên. Như vậy bắt đầu là tính chia ra đầu người, và một thời gian khó khăn ngân hàng làm cái chuyện đó, nó chia đầu người ra, giao chỉ tiêu cho nhân viên giao dịch cũng phải huy động vốn như vậy, thì đó là họ đang làm cái chuyện này, đang làm cái chuyện duy trì và tăng cái hiệu suất này, nghĩa là tăng cái hiệu suất tăng lên để cải tiến cái hiện tại. Những cái việc thứ hai quan trọng hơn là làm, đó là tái định hình cái hoạt động kinh doanh. Nghĩa là cái hoạt động này là gì? Nghĩa là bây giờ cái hoạt động kinh doanh mà đang như hiện tại là không phù hợp rồi. À, cái chiến lược kinh doanh hiện tại là không phù hợp rồi, nó mới dẫn đến khó khăn như thế. Bây giờ phải tìm cách điều chỉnh lại cái chiến lược của mình. Các bạn điều chỉnh lại chiến lược rồi là cấu trúc lại các thứ này, sẽ liên quan đến cái gì phải làm chiến lược mới này, rồi triển khai chiến lược mới này, đó một cái khúc này thôi là cái chuyện đó đó. Xác định cái chiến lược mới, cách thức kinh doanh mới, phương thức mới, cách thức làm mới như thế nào đó. Và khi mình làm được tốt thì bắt đầu nó sẽ kéo cái đà hồi phục mình nó quay trở lại, lúc đó bắt đầu mình sẽ phát triển và theo chiến lược mới. Nó gọi là chiến lược chuyển hướng, là vậy, nghĩa là cái chiến lược hiện tại nó không hiệu quả, nó không tốt, trì trệ. Và như vậy chúng ta phải tìm cách để chuyển hướng sang một cái định hướng sang chiến lược mới. Đó, thì đó là các công ty phải làm. Đó là cái chiến lược đầu tiên phòng thủ. Rồi trong cái phòng thủ đó, đúng không ạ, nó có chiến lược từ bỏ. À, từ bỏ đây là phải bán đi đấy. Mà bây giờ đầu mình mới nói cái chuyện mình phải bán đấy. Phải bán bớt, nghĩa là mình có nhiều cái mảng hoạt động kinh doanh và bây giờ mình phải chấp nhận mình bán bớt đi, do nó nhiều nó không hiệu quả, mà một số cái hoạt động nó có thể nó không phù hợp với cái định hướng chung của công ty, và cũng có thể là do thị trường nó khó khăn, bây giờ ta phải tập trung nguồn lực ta làm chuyện khác. À, và những cái này nó không hiệu quả, như vậy ta phải tìm cách ta bán đi. Trường hợp của Vingroup đó là trường hợp này, bán cái mảng bán lẻ đó là từ bỏ, đúng không? Có nhiều mảng, Vingroup có nhiều mảng lắm, nhưng bây giờ thôi, ông Phạm Nhật Vượng ông tính là bây giờ như vậy thì cái mảng bán lẻ này, nếu mà đầu tư của nó cả đống tiền rồi, nhưng mà nó vẫn chưa tốt, nó vẫn không tốt, mà giờ nuôi nữa là cũng mệt, mà bây giờ đang cần nguồn lực để mà làm những cái mảng khác, mảng bệnh viện, mảng trường học, cho nên bán cho ông ngoài sàn. À, bán bớt đi, thì đó là cái từ bỏ, như là bỏ cái lĩnh vực của mình. Rồi chiến lược là thanh lý tài sản, bán bớt tài sản đi, đúng không? À, chúng ta cũng máy móc thiết bị chúng ta bán bớt đi. À, rồi chiến lược phá sản, đó, phá sản mình nói Sanjo nằm ở chỗ này, nằm ở chỗ đây là phá sản. Như phá sản nó có hai cái loại hình thức phá sản, đó là phá sản tái cấu trúc và phá sản thanh lý tài sản. Phá sản thanh lý tài sản thì dễ rồi, thì là cái loại mà phát mãi tài sản của mình bán để mà trả nợ. À, thì khi mà lúc mà cái nợ của mình nó cao hơn cái tài sản của mình rồi, thì lúc này là coi như nộp đơn xin phá sản, xong rồi là để cho chủ nợ họ phải xiết nợ thôi mà, nộp đơn xin phá sản, và sau đó thì
theo luật phá sản thì sẽ phát mãi tài sản bán và trả nợ theo tuần tự cho đến khi nào hết thôi. Thì đó là cái phá sản đầu hàng. Một cái loại thứ hai đó là phá sản tái cấu trúc. Tái cấu trúc có nghĩa là người ta chỉ nộp đơn xin bảo hộ phá sản thôi, nghĩa là khi các cái khoản nợ đến hạn không đủ khả năng thanh toán, như vậy thì có khả năng người ta sẽ siết nợ bằng cách phát mãi tài sản, ví dụ mình thế chấp nhà xưởng hay gì đó, máy móc gì đó, người ta sẽ vô người ta lấy, người ta bán theo cái hợp đồng vay nợ của mình. Tuy nhiên để khỏi bị người ta phải siết nợ thì nộp đơn xin phá sản, và khi nộp đơn xin phá sản thì các chủ nợ sẽ phải dừng lại, không được vô siết nợ nữa, đúng không? Dừng lại. Và trong quá trình các chủ nợ dừng lại thì bắt đầu ta đi, ta thảo luận với các chủ nợ. Ta thảo luận là bây giờ mà tôi mà phá sản thì tài sản có bằng đó thì nó bán đi cũng không đủ trả nợ, đến lượt các anh chắc cũng được lý thôi. Còn không bây giờ các anh vui lòng cho tôi tồn tại. Và đương nhiên cái phương án này lúc này là phải có cái phương án tái cấu trúc, nghĩa là cái phương án mà chúng ta sẽ thay đổi cái hoạt động kinh doanh, cái chiến lược mới của chúng ta là gì và chúng ta sẽ cấu trúc lại hoạt động kinh doanh như thế nào, và đưa ra để thuyết phục các chủ nợ là bây giờ nha, cho chúng tôi tồn tại, từ từ hãy xin nợ để cho nợ tiếp, như vậy thì chúng tôi sẽ phát triển, và tôi sẽ chứng minh là sẽ phát triển được và tôi sẽ có tiền để trả nợ. Thì lúc đó các chủ nợ bắt đầu họ mới chấp nhận cho khoanh nợ lại, đúng không? Trường hợp của Việt Nam mình đó là trường hợp của công ty Bình An của bạn Diệu Hiền đấy, đúng không ạ? Thủy sản Bình An ở Cần Thơ đó. Nếu mà lúc đó mà siết nợ, các ngân hàng siết nợ một phát là Bình An tiêu luôn đó, và các ngân hàng cũng tiêu luôn, tại vì tài sản lấy lại đã được bao nhiêu. Nên các ngân hàng cuối cùng mà chọn phương án đó là, đúng không ạ? Khoanh nợ lại, đúng không? Rồi và lấy cái tiền vay đó mua cổ phần của Bình An luôn. Và Bình An thì họ cũng chứng minh là họ có những cái hợp đồng xuất khẩu lớn và như vậy có thể phục hồi được. Đó, ngân hàng cấp vốn cho họ để họ có tiền họ trả tiền cá cho nông dân, lấy cá về sản xuất bán những cái hợp đồng đang ở Mỹ rất là lớn. Như vậy chứng minh được những cái đó thì bắt đầu là phát triển. Thì đó là cái nó gọi là chiến lược phá sản, nó phải có chiến lược rồi đó, phải phá sản tái cấu trúc. Rồi những cái này nó quen thuộc thì tôi sẽ nói nhanh. Rồi một cái dạng nữa là chọn chiến lược liên doanh, cái này thì mình quen rồi các bạn, tôi lướt qua. Rồi chiến lược liên minh thì đây là cái xu hướng mà hiện nay người ta cũng đang làm rất là nhiều trong cái bối cảnh của toàn cầu hóa 4.0 này. Thì bây giờ cái liên minh là cái mà rất nhiều, tại vì chúng ta hình dung trong cái bối cảnh 4.0 là cái biên giới thị trường này kia nó không bị giới hạn rồi, chúng ta ngồi đây và chúng ta có thể liên lạc, chúng ta có thể hợp tác, chúng ta mua hàng với lại rất là nhiều nước ở trên thế giới mà cũng không cần phải đi nữa, và có thể kiểm soát được tận nơi giống như là mình đang ở bên nhà máy của họ vậy. Như vậy thì các công ty bắt đầu mới liên kết với nhau để tạo ra những cái liên minh gọi là liên minh chiến lược để mà phát huy cái thế mạnh của mỗi công ty. Ở trong cái cảnh toàn cầu hóa này thì không phải công ty nào có thể làm được tất cả các việc tốt cả, mình làm tốt khâu này có công ty khác họ rất là giỏi ở khâu khác, như vậy thì kết hợp với nhau, mà kết hợp với nhau, phối hợp với nhau, và thông qua phối hợp với nhau như vậy thì mọi bên đều phát huy được cái thế mạnh của mạnh nhất của mình, nhận đến là cái sản phẩm dịch vụ mình có lợi thế cạnh tranh rất là tốt. Thì cái trường hợp của hãng Apple mà khi mà ông Steve Jobs ông mất á, và Tim Cook thay ra thì Tim Cook làm thành công ở cái chỗ này. Tim Cook quản trị cái chuỗi cung ứng rất là tốt, và ông tạo ra một cái liên minh các cái công ty rất là lớn ở Trung Quốc, ở các nước để mà cung cấp các cái linh kiện, các cái dạng, các cái phần thành phần cho cái sản phẩm của Apple. Và thông qua Apple họ giảm được cái chi phí rất là lớn. Và đó là cái thành công của hiện tại các công ty hay làm cái này. Đó là cái chiến lược liên minh. Và hiện nay thì nó còn một cái dạng chiến lược là tập đoàn. Tập đoàn nhưng mà nó không như
cái tập đoàn trì trệ ngày xưa các bạn. Ngày xưa là các tập đoàn lớn quá mà nó trì trệ, bây giờ các tập đoàn bây giờ nó cũng rất là linh hoạt, bởi vì nó tạo thành các công ty con hết và nó linh hoạt hết, chứ không không thành những tập đoàn quá lớn. Ở Việt Nam thì chúng ta còn một số cái tập đoàn mà ngày xưa mình gọi là các cái tổng công ty 90-91 đó, như vậy thành lập ra những cái tổng công ty lớn, nhưng mà thực ra là lớn về cái mặt danh nghĩa, không có quyền thì nhiều. Còn hiện nay mình còn một số cái tập đoàn là điện lực, tập đoàn bưu chính viễn thông, vân vân. Nhưng mà nó cũng thay đổi một chút, nhưng mà nó vẫn, thực ra nó vẫn cồng kềnh. Thực ra cái xu hướng hiện nay các công ty họ phát triển theo tập đoàn á, là cái xu hướng để họ phát triển một cái hệ sinh thái, đó gọi là chiến lược, để tạo ra cái hệ sinh thái sản phẩm dịch vụ. Nó phụ thuộc, nó tác động phụ thuộc lẫn nhau, tạo ra một cái hệ sinh thái. VinGroup là họ họ đi theo cái chiến lược đó. Cái gì thấy là, và đây là cái chiến lược của nó sẽ tạo ra cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn, và các cái công ty khác rất là khó để mà cạnh tranh. Ví dụ VinGroup họ họ có công ty con đó là Vinhome về bất động sản, rồi họ có VinUni về cung cấp về về đào tạo về đại học, và VinSchool đào tạo về phổ thông, về trung học, về phổ thông, rồi VinMed thì về bệnh viện, VinFast đào tạo rồi về xe. Bây giờ họ chuẩn bị bán VinSmart, họ bán là bảo mạng điện thoại họ cũng đang bán. Đã. Thì như vậy đó là cái hệ sinh thái. Hệ sinh thái nghĩa là gì? Nghĩa là đây là những cái dịch vụ mà nó liên quan lẫn nhau và nó ảnh hưởng lẫn nhau. Như vậy khách hàng và họ đi theo một cái phân khúc là cao cấp, bán nhà cao cấp, những người có tiền nhiều mới vô đó ở được, có tiền nhiều vô đó ở, có thể mua xe VinFast. VinFast là chơi là cao cấp, học ở VinSchool, lớn lên nữa học ở VinUni, là những cái trường mà nó lấy tiền theo quốc tế không, mà bằng cái tiền đi học ở nước ngoài luôn, ở bệnh viện của họ đúng không ạ, ở bệnh viện của họ luôn. Thì đó là những cái mà sau này chúng ta hình dung là chỉ cần họ có một cái thẻ, họ làm một cái thẻ, các cư dân của Vinhome ví dụ vậy có một cái thẻ, và cái thẻ này đi đến các nơi sẽ được ưu đãi. Họ thả tép bắn tôm, thả cái này bắt chỗ kia, bắt nhiều đúng không? Như vậy thì ở đây bây giờ cái khái niệm marketing hiện nay đó là khái niệm, đó là gì? Đó là vòng đời, giá trị vòng đời của khách hàng. Đây là một cái khái niệm ở trong marketing hiện nay người ta đề cập đến, nghĩa là cái gì? Nhưng là một khách hàng là người ta tính rằng là ta sẽ thu lợi từ một khách hàng này bao nhiêu, cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải là ông đến mình bán một lần xong rồi ông đi mất tiêu. Không có. Cái xu hướng marketing hiện nay là xu hướng người ta kết nối giữa cái mối quan hệ với khách hàng. Và giữ mối quan hệ, và nếu chúng ta có một hệ sinh thái thì mình sẽ giữ mối quan hệ rất là tốt. Và như vậy sẽ tạo ra cái lợi thế cạnh tranh rất là lớn khi khách hàng họ sử dụng trong cái hệ sinh thái này. Tôi bỏ chỗ này tôi bán chỗ kia, và như vậy những cái anh khác cạnh tranh rất là khó. Tôi nói ví dụ như đơn giản cái chuyện, chưa phải nói to tát như Windows, mà chỉ như trường hợp là FLC thôi, tập đoàn FLC. Như vậy FLC họ có cái hãng máy bay là Bamboo đúng không ạ, Bamboo Airways, Bamboo Airlines, rồi họ có các cái resort đó. Và bây giờ nếu mình đi du lịch, mình đặt vé máy bay của họ và mình đặt cái resort để mình ở nghỉ dưỡng ở đó, họ cung cấp luôn dịch vụ là mình đi, họ ra tới nơi đi chỗ du lịch đó, họ sẽ có người đón, cái sân bay đón mình về ở trong đó, và tổng chi phí nó sẽ rẻ hơn là chúng ta mua riêng, chúng ta đi riêng các hãng khác nhau, rẻ hơn. Đó, như vậy đó là một cái lợi thế cạnh tranh mà rất khó những anh khác để có thể mà cạnh tranh lại. Thì bây giờ là các doanh nghiệp mà đang có cái xu hướng để tạo ra cái hệ sinh thái như vậy. Nè, tạo ra hệ sinh thái. Nhưng mà tạo ra hệ sinh thái để có thể tự làm, tự đầu tư những kiểu Windows, hoặc là cũng có thể là gì, đa dạng hóa, mua thêm những anh khác cho để tạo ra cái hệ sinh thái. Nghĩa là nó có sự gắn kết với nhau và tạo ra một gói sản phẩm cung cấp cho khách hàng một chuỗi các cái giá trị mà có sự liên kết lẫn nhau. Và trong đó nó có một cái giá trị lõi. Thì đó là cái xu hướng mà hiện nay người ta đang 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 làm. Phát triển các cái công ty mà đang phát triển ở bên đó.
kể cả như Thaco người ta cũng bắt đầu đi theo cái hướng đó, mới đầu tư sang những cái mảng khác nữa. Từ từ để nó kết nối với nhau, nó tạo sự liên kết với nhau. Đó là cái chiến lược của tập đoàn. Rồi, đến đây thôi. Còn những cái phần sau cái gì đọc thêm nha. Những cái mô hình chiến lợi cái gì đọc cũng dễ hiểu thì thôi chịu khó phải đọc thêm. Cái mô hình chiến lợi. Thực ra là mấy cái mô hình kinh doanh thôi. Này nó cũng rất là dễ hình dung đấy, khi đọc có thể hiểu. Không hiểu không sao hỏi. Hôm nay trễ rồi. Để đến đây thôi. Rồi, liên quan đến cái những nội dung mà tôi đã giới thiệu đó, các anh chị có hỏi thêm gì không? Đang giới thiệu toàn bộ lý thuyết thôi. À, Thầy cho hỏi thầy một chút là về cái chỗ dòng đời của khách hàng đó thầy. Thầy giải thích một chút rồi. chỗ đó là em chưa hiểu lắm. Nghĩa là bây giờ trong marketing nhá, là cái khái niệm đó là cái giá trị vòng đời, nghĩa là người ta tính là cái một cái khách hàng đó. Thì bây giờ là họ sẽ khai thác khách hàng được bao nhiêu, cho nên người ta sẽ phải tính trong trong marketing, họ sẽ phải tính như vậy. Thì tính là như vậy thì một khách hàng đến với tôi, như vậy tôi phải kết nối với ông, và tôi tính được là như vậy ông này sẽ quay lại mua tôi bao nhiêu lần, hay là họ sẽ mua những cái sản phẩm khác gì của tôi, và thông qua cái mối quan hệ với họ tốt ạ, sẽ tính tổng giá trị họ được bao nhiêu. Cái đó là cái mà hiện nay cái kinh doanh hiện nay người ta đang hướng đến đó. Cho nên người ta mới tạo cái hệ sinh thái là vậy đó, để tôi gom một cái lúc là được nhiều nhiều món nhiều chỗ. Đó là cái giá trị mà họ họ có được mang lại so với những cái công ty mà nếu như chỉ có một một sản phẩm, một dịch vụ. Cho nên bây giờ tôi có thể thả chỗ này các bạn, tôi có máy bay, hãng hàng không đúng không, tôi bán rẻ đi rẻ như vậy mấy anh hàng không khác cạnh tranh không lại, tại vì anh chỉ mỗi hàng không không thôi. Nhưng mà bán rẻ, nhưng mà nếu anh rẻ anh đi tôi thì mày đi ra ở khách sạn của tôi đi, thì lúc đó tôi không ăn ở chỗ hàng không nhưng tôi ăn chỗ khách sạn này, nhưng không thì đó là cái. Cho nên là một tập đoàn họ sẽ có cái hướng làm như vậy. Mà chúng ta biết là cái du lịch Thái Lan ngày xưa đó. Rồi mời bạn Sương. Vậy thầy cho mà vậy cái chiến lược tập đoàn này vẫn là chiến lược phòng thủ Không, cái này không phải là hết phòng thủ rồi. Đấy là mà liên doanh chỉ đi là hết phòng thủ rồi. Đến phá sản là hết phòng thủ. Dạ. Thì chúng ta biết là khi mà tạo được cái liên minh tốt đó, tạo được cái liên minh chiến lược tốt đó, thì trong tầm một quốc gia người ta tạo ra một cái sinh thái luôn, trong tầm một quốc gia luôn. Ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, Thái Lan nó có những thời điểm mà các cái hãng hàng không họ giảm chi phí, đó là ngày xưa mình có chuyến bay không đồng nó như vậy. Như vậy thì là hãng hàng không thì giảm giá, nhưng mà khách hàng tới Thái Lan thì lúc đó sẽ phải ăn xài, sẽ phải ở nhà hàng, ăn ở nhà hàng, ở khách sạn, đi chơi, thì bắt đầu là họ lại lấy ở chỗ khác đó. Như vậy tạo ra hệ sinh thái đó, như vậy nó sẽ thu hút các bạn, nó rất linh hoạt trong cái chiến lược, và chúng ta có cái lợi thế cạnh tranh đối thủ rất là khó để bắt chước, tạo ra chủ yếu vẫn là cái lợi thế cạnh tranh. Thì nhìn ở quan điểm của chiến lược cạnh tranh đó, thì hôm sau tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn chiến lược cạnh tranh, thì chúng ta sẽ thấy là người ta nhìn ở góc độ đó. Còn nhìn ở quan điểm mà chiến lược cấp công ty thì như vậy xem cái chuyện mà đa dạng này chỉ là cái để phát triển to lên, nhưng nó còn có một cái ý đồ, nó là phát triển to lên để làm gì, để ý đồ gì đó. Thì đó là cái hầm, cái ngầm ý ở dưới của nó. Thì bản chất ngầm ý thì sẽ vẫn là gì, là tạo cái lợi thế cạnh tranh ở trên thị trường thôi. Dạ, cảm ơn thầy. Rồi. Rồi, nếu không có câu hỏi gì nữa thì hôm nay chúng ta nghỉ ở đây.